Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 38. Cảm nhận được huyết mạch phong ma đang bị áp chế, Diệp Quân hoảng sợ, hắn không ngờ sức mạnh này lại mạnh đến vậy, ngay cả huyết mạch phong ma cũng bị áp chế. Từ Nhu nói từ xa, ý chí. Ngươi chỉ có thể dựa vào ý chí của ngươi để vượt qua nó. Ý chí. Trong trận pháp, Diệp Quân nhíu chặt mày, vô cùng đau đớn, ta. Lúc này, mặt mũi hắn nhăn nhó, gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên, giống như sắp nổ tung, vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi cơ thể bị đánh nát, hắn cũng chưa từng đau đớn đến vậy. Từ Nhu bên ngoài trận pháp thấy vậy cũng vô cùng căng thẳng, nếu Diệp Quân không thể nuốt nổi sức mạnh chân thần này, rất có thể bị sức mạnh chân thần nuốt chừng. Sắc mặt Từ Nhu vô cùng khó coi, nàng ta vốn cho rằng cơ thể Diệp Quân sau khi được đạo nguyên đại đạo cải tạo, sẽ có thể chịu được sức mạnh chân thần này, bây giờ xem ra, cho dù có sự hỗ trợ của đạo nguyên đại đạo thì Diệp Quân vẫn không chịu được phản lực đáng sợ. Diệp Quân quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt, cơ thể không ngừng run rẩy, cắn chặt răng, phun ra máu tươi. Lúc này, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Trong đầu hắn có một suy nghĩ, đó là phải kiên trì, hấp thu sức mạnh chân thần phản phệ, sau đó nâng cao thực lực. Thực lực. Hắn phải nâng cao thực lực của mình. Trong trận pháp, cơ thể Diệp Quân càng lúc càng run rẩy, sức mạnh chân thần đã bắt đầu phản phệ hắn, ý chí của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Diệp Quân gầm lớn, hai tay nắm chặt, không ngừng vận dụng ý chí chống lại luồng sức mạnh kia. Dần dần, ánh mắt Diệp Quân trở nên mê muội. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Thấy vậy, Từ Nhu khẽ thở dài, nàng ta xòe bàn tay ra, thầm niệm câu thần chú cổ xưa, một đạo kim quang phát ra từ trong cơ thể nàng ta, đạo kim quang này không nhập vào cơ thể Diệp Quân, mà kết nối nàng ta với Diệp Quân. Đồng tâm hợp mạng. Đồng tâm đồng mạng, cùng sống cùng chết. Ngay sau đó, sức mạnh phản phệ trên người Diệp Quân từ từ bị Từ Nhu hấp thụ. Sau khi sức mạnh phản phệ tiến vào cơ thể nàng ta nhíu mày, dần dần, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó. Sức mạnh chân thần. Ngay cả nàng ta cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi cơ thể nàng ta không phải cơ thể chủ tu. Từ Nhu nắm chặt tay, cơ thể khẽ run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Diệp Quân đang gục trong trận pháp, đã chìm vào hôn mê, nhưng hắn vẫn điên cuồng hấp thụ sức mạnh chân thần. Bởi vì Từ Nhu đã hấp thụ tất cả sức mạnh phản phệ vào cơ thể nàng ta. Cứ như vậy, khí tức của Diệp Quân bắt đầu tăng mạnh. Trong tinh hà không xác định, tinh hà vốn yên tĩnh bỗng chấn động kịch liệt, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, toàn bộ tinh hà lập tức sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Một nơi nào đó trong tinh hà tách lìa, một đám cường giả cùng bước ra. Dẫn đầu chính là Tịnh Thần. Tất cả cường giả đỉnh cao của nền văn minh vĩnh sinh. Tịnh Thần hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xung quanh, cười nói, cuối cùng cũng đến rồi. Hệ Ngân Hà. Từ Vĩnh Sinh giới đến đây rất xa, nếu không có trận pháp của Từ Nhu thì e rằng bọn họ chắc phải 10 năm nữa mới tới nơi. Tịnh Thần mỉm cười, Từ Nhu của chân vũ trụ thật trưởng nghĩa. Mỗi lần dùng trận pháp dịch chuyển, bọn họ đều cần tiêu hao mấy trăm triệu linh nguyên, bởi vì khoảng cách quá xa, mỗi lần phải vượt qua mấy trăm vạn tinh vực. Vô cùng tiêu hao linh nguyên, Từ Vĩnh Sinh giới đến đây ít nhất cũng tốn 1 tỷ linh nguyên. Mà những thứ này đều được chân vũ trụ cung cấp miễn phí, bọn họ không phải tốn một xu vào. Thật trượng nghĩa, ngay cả chiêm sư luôn thận trọng cũng cảm nhận được ý tốt của Từ Nhu. Lúc này, Tịnh Thần liếc nhìn tinh không, chẳng mấy chốc, ánh mắt ông ta dừng lại ở một ngôi sao màu xanh. Chiêm sư cũng nhìn ngôi sao màu xanh đó. Người phụ nữ váy trắng đang ở trên ngôi sao màu xanh này. Tịnh Thần gật đầu, ông ta nhìn ngôi sao màu xanh, khẽ nhíu mày, tại sao linh khí của ngôi sao này lại yếu ớt như vậy? Chiêm sư cũng hơi nghi ngờ, linh khí của ngôi sao xanh này cực mong manh, hơn nữa còn rất yếu. Tịnh Thần cười nói, xem ra là một nền văn minh nhỏ bé. Ông ta nhìn đám người, nói, đương nhiên không thể coi thường kẻ địch, lát nữa gặp người phụ nữ váy trắng kia. Mọi người đừng nương tay, phải dùng toàn lực, không cho bà ta cơ hội phản kháng. Đám người nhao nhao gật đầu, đã sẵn sàng toàn lực. Ngay sau đó, đám người tiến thẳng đến ngôi sao màu xanh kia. Hoa Hạ, Hệ Ngân Hà. Màn đêm buông xuống,
đèn đuốc trên các con phố sáng trưng, xe qua lại nườm nượp, người đi kẻ lại, rất đông vui. Câu lạc bộ vô biên. Trong một căn phòng VIP sang trọng, một người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi, bắt chéo hai chân, tay cầm một điếu xì gà đang châm lửa. Cách đó không xa là một sân khấu hình tròn cực lớn, một cô gái mặc hở hang đứng trên sân khấu đang ôm một cây cột sắt điên cuồng lắc lư. Người đàn ông trông không lớn tuổi lắm, có vẻ mới chỉ 30, mặc một chiếc áo khá rộng, áo trước ngực mở ra để lộ cơ bắp rắn chắc. Trong phòng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, tư thế nhảy múa của cô gái càng lúc càng táo bạo và quyến rũ, người đàn ông cũng càng lúc càng hưng phấn. Ông ta đứng dậy cởi áo ngoài ra, cũng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, cơn khát tình qua đi, ông ta bước nhanh đến chỗ cô gái, vui cười nói, em gái, anh trai vô biên đến rồi. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa bỗng bị mở ra, một hòa thượng sải bước đi vào. Cô gái trên sân khấu vội dừng lại, lùi sang một bên. Nhìn thấy người đến, người đàn ông đang nhảy cũng như bị dội một gáo nước lạnh, mất sạch hết hứng thú, ông ta nằm sang một bên rít mạnh một hơi thuốc, hơi đau đầu Tăng Vô, ông lại đến làm gì? Người đến chính là Tăng Vô. Tăng Vô nhanh chân bước đến trước mặt Vô Biên, hai tay ông ấy chắp lại cung kính. Đau lòng nói, Vô Biên, sao ông lại trở nên nông nỗi này? Vô Biên cảm thấy hơi đau đầu, hòa thượng này cứ cách một tháng lại đến đây khuyên ông ta một lần, đúng là đau đầu thật đấy. Tăng Vô vội nói, Vô Biên, vũ trụ quan huyên cần ông. Vô Biên nhắm mắt lại, ông tha cho ta đi. Tăng Vô nói, Vô Biên, bây giờ vũ trụ quan huyên không chỉ có kẻ thù lớn là chân vũ trụ mà còn có nền văn minh vĩnh sinh nữa. Nền văn minh vĩnh sinh xuất hiện một cường giả tuyệt thế tên là Vĩnh Sinh Đại Đế, người này rất mạnh, ta nghĩ chỉ có ông mới có thể là đối thủ của ông ta, ông về đánh ông ta đi. Vô Biên liếc nhìn, Tăng Vô, ta đã nói với ông mấy trăm lần. Bây giờ ta không muốn quan tâm sự đến hưng thịnh hay suy sụp của vũ trụ gì đó nữa, chỉ muốn kinh doanh nhỏ ở đây thôi, mở câu lạc bộ, mỗi ngày phiêu bạt một chút, ông có thể đừng đến tìm ta nữa được không? Tăng Vô thấp giọng thở dài, Vô Biên, không phải ta nhất quyết ép buộc kéo ông xuống nước, chỉ là nhìn thấy ông sa đọa như vậy, ta quả thật. Vô Biên cười nói, ta mệt rồi, nên muốn nghỉ ngơi thôi. Tăng Vô lại thở dài, bất lực, ông ấy đã đến khuyên bảo mấy lần nhưng Vô Biên không có ý định quay về vũ trụ quan huyên. Vô Biên nhìn Tăng Vô, sau đó nói, bây giờ tên nhóc đó thế nào rồi? Tăng Vô khẽ lắc đầu, tình hình không ổn lắm. Mặc dù có Dương tộc giúp đỡ nhưng lần này thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế đó quá mạnh, hai. Vô Biên cười nói, có cha nó ở đó, ông sợ cái gì? Tăng Vô lắc đầu, kiếm chủ và thiên mệnh váy trắng đi rồi. Vô Biên nhíu mày, đi đâu? Tăng Vô nói, không biết. Vô Biên trầm giọng nói, chẳng lẽ đến hệ Ngân Hà rồi à? Tăng Vô lắc đầu, không biết, chỉ biết hôm đó sau khi thiếu chủ kết hôn thì họ đã rời đi. Nói đến đấy, ông ấy nhìn Vô Biên, đến hệ Ngân Hà không ổn sao? Ông và kiếm chủ là huynh đệ, ông ấy đến hệ Ngân Hà, các người vừa lúc có thể cùng nhau phiêu bạt. Phiêu bạt cái con khỉ. Vô Biên lắc đầu, nếu tên đó đến một mình thì đương nhiên có thể, nhưng nếu dẫn theo muội của tên đó nữa thì còn phiêu bạt cái con khỉ gì chứ? Tăng Vô lặng thinh. Đúng là nếu Vô Biên dẫn kiếm chủ đến câu lạc bộ như thế này, bị thiên mệnh váy trắng biết được. Chắc chắn Vô Biên sẽ bị đánh tả tơi. Lúc này, Vô Biên lắc đầu, Tăng Vô, ta biết trong lòng ông luôn hướng về vũ trụ quan huyên nhưng ta nói cho ông biết chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ông và ta. Còn phần ta, hiện giờ ta không còn số mệnh đại đạo nữa, ta ra ngoài đùa với mạng sống sẽ bị đánh chết thật đấy. Tăng Vô trầm giọng nói, lẽ nào ông không muốn phá thần sao? Phá cái con khỉ. Vô Biên lắc đầu. Tên họ Diệp kia tốn nhiều thời gian mới phá được thần, ta không muốn mệt mỏi như thế, bây giờ ta chỉ muốn sống một cuộc sống thong thả nhàn hạ. Y vừa nhìn Vô Biên vừa cười nói, ông có muốn hoàn tục không? Ta nói cho ông biết thế giới hồng trần này vui biết bao. Tăng Vô chắp hai tay, ta một lòng hướng Phật. Vô Biên bật cười, sau đó nghiêm nghị nói, Tăng Vô, ta biết ông lo cho vũ trụ quan huyên nhưng thật sự không cần, cả nhà tên nhóc kia đều là vua dựa dẫm. Nó không chịu đựng nữa thì có cha nó, cô nó và ông nội nó sẽ không đứng ngoài nhìn không quan tâm đâu, cả nhà họ đều là người bao che khuyết điểm, cũng không phải ông không biết. Tăng Vô thở dài, vẻ mặt u ám.
Ông ấy cảm nhận được vô biên thật sự không muốn về nữa. Ông ta rất thích nơi này. Tăng Vô vẫn cảm thấy không cam lòng, bèn nói, vô biên, ta vẫn mong ông có thể trở thành vô biên chủ như trước kia, vô biên chủ không ai bì nổi đó, vô biên chủ chẳng xem trọng bất luận kẻ nào. Vô biên cầm bình rượu ở một bên uống một ngụm, sau đó mỉm cười, Tăng Vô, thời đại của ta đã qua rồi. Thời đại đã qua rồi. Tăng Vô sửng sốt đứng đó, lúc này không biết tại sao ông ấy bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Vô biên đặt bình rượu xuống, sau đó đi sang chiếc giường, nhìn xuống các tòa cao ốc san sát nhau bên dưới, khẽ nói, có thể để ta tồn tại lâu như thế, chủ nhân bút đại đạo đã xem như nhân từ với ta rồi. Nếu ta còn không biết tự lượng sức mình mà ra ngoài lang bạt nữa thì sớm muộn gì cũng có ngày chết oan chết uổng. Nói rồi ông ta mỉm cười, ta cũng thật sự rất thích nơi này, trước đây đúng là quá mệt mỏi. Tăng Vô im lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Vô biên nói, ta đã gặp tên nhóc đó, nó khá lắm, điềm tĩnh hơn cha nó nhiều. Tên họ Diệp đã trao gánh nặng cho nó quá sớm, con đường tiếp theo của tên nhóc đó sẽ rất khó khăn. Đôi khi, áp lực quá lớn, người bị áp lực sẽ không thở nổi, nhất là nó, sinh ra đã được nhiều người chú ý, nó chắc chắn phải giỏi hơn người khác mới được. Nói đến đây ông ta lắc đầu, người nhà họ Dương chưa có ai có là một người cha đủ tư cách cả. Tăng Vô cười khổ. Vô biên xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn bay đến trước mặt Tăng Vô, Tăng Vô sửng sốt, đây là. Vô biên nói, một vài linh nguyên. Tăng Vô khó hiểu. Vô biên nhìn Tăng Vô, nghiêm túc nói, vốn dĩ ta muốn giữ ông ở lại đây nhưng ta biết ông sẽ không ở lại. Nếu ông muốn về vũ trụ quan huyên, hãy nhớ kỹ một điều, tinh tấn tu hành, niệm Phật, đừng nhúng tay vào chuyện giữa vĩnh sinh đại đế và chân vũ trụ, có người đang đánh một ván cờ lớn. Bây giờ không phải là lúc ông có thể nhúng tay vào, ông chỉ cần chăm chỉ tu hành niệm, chăm chỉ niệm Phật là được. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn, bên trong có một truyền âm phù, nếu gặp nguy hiểm cứ bóp nát truyền âm phù đó. Tăng Vô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, hồi lâu không nói gì. Tăng Vô cười nói, ta không có nhiều bạn, không mong các người xảy ra chuyện gì. Tăng Vô chắp hai tay thành chữ thập, vô biên, ông bảo trọng. Vô biên gật đầu. Tăng Vô không nói gì nữa, xoay người rời đi. Sau khi Tăng Vô rời khỏi đó, vô biên thở dài, ông ta đang định rời đi thì lúc này tầm mắt ông ta nhìn đến trên một con phố nào đó ở bên dưới. Trên con phố, một cô gái vội vã bước đi, nhìn bên ngoài cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đến eo, phần cuối được buộc bằng một dải màu tím, mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, trong lòng ôm vài cuốn sách. Cô gái rất xinh đẹp, vẻ ngoài kiều diễm tuyệt thế, không có tì vết nào, dĩ nhiên điểm càng thu hút hơn là khí chất của người đó, cả người toát ra sự tự tin và bình tĩnh, có một vẻ đẹp tri thức. Nhìn thấy cô gái này, đồng tử vô biên chủ co lại, cảm thấy hoảng hốt, lập tức thu ánh mắt lại, xoay người biến mất. Trên con phố bên dưới, cô gái đi thẳng đến thu hút ánh mắt của rất nhiều người, không chỉ có đàn ông không kiềm chế được đưa mắt nhìn. Mà cũng có rất nhiều phụ nữ trên đường đều bị vẻ đẹp của cô ta thu hút. Cô gái có vẻ đang vội nên bước đi rất nhanh, phớt lờ ánh mắt của người ở hai bên đường, cô ta bước nhanh lên một cây cầu vượt. Cây cầu rất rộng, hai bên có không ít người dựng quầy hàng bán đồ, nam nữ gì cũng có quầy hàng bán kính cường lực điện thoại, có quầy hàng bán đồ ăn vặt, có quầy hàng bán dưa hấu, có quầy bán mấy món đồ trang trí. Cô gái đi xuyên qua đám người. Lúc nhìn thấy một khoảng đất trống, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cô ta vội vàng bước đến, sau đó lấy ra một cái thảm trải xuống đất, đặt mấy cuốn sách trong tay lên tấm thảm rồi sắp xếp lại cho gọn gàng. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên ở bên phải cô gái, Từ Chân, tôi còn tưởng hôm nay cô không đến chứ. Cô gái tên Từ Chân này quay đầu sang nhìn, bên phải là một cô gái 16, 17 tuổi, cô gái này mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Có lẽ vì thời tiết khá nóng nên cô ta đã thắt một nút ở phần góc áo, để lộ chiếc rốn ra ngoài, bên dưới mặc một chiếc quần đùi, đôi chân xinh đẹp vô cùng bắt mắt. Nghe cô gái nói thế, người tên Từ Chân mỉm cười, Uyển Nhi, cô cũng ở đây à? Cô gái tên Uyển Nhi bước nhanh đến trước mặt Từ Chân, khi nhìn thấy những cuốn sách dưới đất, mắt cô ta sáng lên, Dục Hải Tình Mê quyển thứ 5, mới được viết sao? Từ Chân cười, đúng thế. Uyển Nhi cầm lên xem,
Từ Chân nhìn chằm chằm cô ta, hơi hồi hộp cũng có phần mong chờ. Đọc được một lúc, sắc mặt Uyển Nhi trở nên đỏ bừng, cô ta vội đóng sách lại, tim đập thình thịch, Từ Chân, kích cỡ này, lớn, lớn quá. Từ Chân chớp đôi mắt to tròn, tôi đã rất kiềm chế rồi đấy. Uyển Nhi chậc lưỡi, thầm ngạc nhiên không thôi, kích cỡ này thế mà vẫn còn bảo là kiềm chế bớt để viết hà. Nếu mà viết một cách phóng khoáng thì còn sắc tình đến cỡ nào? Từ Chân bỗng dựa lại gần Uyển Nhi, thận trọng hỏi, hay không? Uyển Nhi gật đầu, hay lắm, chỉ là phụ nữ với phụ nữ như thế cũng sẽ thoải mái sao? Nói xong cô ta đỏ mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Chân nghiêm túc nói, tôi đã đọc rất nhiều sách, còn xem khá nhiều phim nghệ thuật. Cuối cùng rút ra kết luận là phụ nữ với phụ nữ cũng có thể rất thoải mái. Uyển Nhi nắm lấy tay Từ Chân, cười xấu xa, cô từng thử chưa? Từ Chân đỏ mặt, vội lắc đầu, tôi chỉ biết viết thôi, sẽ không làm đâu. Uyển Nhi chớp mắt, Từ Chân, cô xinh đẹp như thế, lẽ nào chưa có bạn trai sao? Từ Chân lắc đầu, chưa có. Uyển Nhi khó hiểu, vậy tại sao cô không tìm một người? Cô đẹp như thế, đàn ông trên thế giới này mặc cho cô lựa chọn. Từ Chân mỉm cười, tôi có ba đứa em gái, bọn ta đã có hẹn ước nếu gả cho ai thì gả cho cùng một người. Uyển Nhi sửng sốt, sau đó bật cười, cũng không để ý lắm, chỉ xem như Từ Chân đang đùa với mình. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta hỏi, cuốn sách này của cô bao giờ mới viết xong? Từ Chân suy tư, sau đó khẽ nói, còn một quyển cuối cùng, viết xong quyển cuối thì tôi sẽ rời đi. Uyển Nhi nhíu mày, rời đi hả? Từ Chân cười nói, đúng thế. Uyển Nhi hơi tò mò, đi đâu? Từ Chân, đi trấn áp một thứ rất mạnh, chuyến này đi e là sẽ không trở lại nữa. Trấn áp? Uyển Nhi đầy khó hiểu, đang định hỏi thì lúc này bỗng có người lại, quét đồ sắc tình lại đến rồi. Nghe nói thế, các chủ hàng ở trên cầu vượt này lập tức nhìn sang Từ Chân cách đó không xa, vẻ mặt không thân thiện mấy. Cả cây cầu vượt này chỉ có cô gái này làm mấy thứ đó. Uyển Nhi vội nói, Từ Chân, chạy mau. Từ Chân nhìn đám người mặc đồng phục đằng xa, sau đó vội vàng dọn sách vào, ôi ôi, chạy mau chạy mau. Dứt lời, cô ta ôm vài cuốn sách xoay người bỏ chạy. Uyển Nhi quay lại vị trí quầy hàng của mình, cô ta là người bán mấy món trang trí linh tinh, việc kinh doanh không tốt lắm nên cô ta mới rảnh rỗi như thế. Cô ta lấy cuốn sách do Từ Chân viết, sau đó bắt đầu đọc. Đọc một lúc lâu mặt cô ta không khỏi đỏ bừng, cảm thấy rất xấu hổ nhưng cũng không thể dừng đọc. Một lúc sau, cả người cô ta bỗng trở nên hơi mất tự nhiên, hai chân kẹp chặt lại. Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ bỗng vang lên ở một bên, này, ông chủ, dưa này có chín không thế? Uyển Nhi quay sang nhìn, một người phụ nữ và một người đàn ông đang đứng trước quầy hàng dưa hấu. Người đàn ông mặc chiếc trường bào màu trắng. Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng. Dưa có chín không? Nghe người phụ nữ váy trắng nói thế, mọi người đều đồng loạt liếc mắt nhìn sang. Lúc nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, mọi người trên cầu vượt đều sửng sốt. Người phụ nữ này xinh quá. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng, sạch sẽ tao nhã, mái tóc màu lam xõa sau vai như thác nước, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc đang gõ nhẹ vào quả dưa hấu, gương mặt nở nụ cười. Những người trên cầu vượt không quá ngạc nhiên trước trang phục cổ xưa của người phụ nữ và người đàn ông, vì thời đại này, người ta có thể nhìn thấy người cosplay ở khắp mọi nơi. Ông chủ quầy dưa hấu nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, nhất thời sững sờ nói không nên lời. Người phụ nữ bỗng ôm lấy một quả dưa, bà ấy gõ vào trái dưa, sau đó lại ghé tai đến gần nghe, cuối cùng cong môi nói, quả này. Người đàn ông đồ trắng khẽ cười. Sau đó lấy ra một tờ tiền hoa hạ đưa đến trước mặt chủ quầy dưa hấu, đừng chọn nữa. Nói rồi ông ấy kéo người phụ nữ váy trắng chậm rãi đi về phía xa. Chủ quầy dưa hấu vội nhận lấy tiền, nhưng ánh mắt người đó vẫn dán chặt vào người phụ nữ váy trắng, cảm thán, đẹp như thần tiên vậy. Mọi người trên cầu vượt đều không khỏi đưa mắt nhìn người phụ nữ váy trắng. Hai người này lẫn trong đám đông cứ như không phải là người của nhân gian này. Họ như là thần tiên đến từ trên cửu thiên, khiến người ta nhìn mà cảm thấy xấu hổ hết sức. Lúc này người phụ nữ váy trắng khẽ thở phào, quả dưa hấu trong tay bà ấy lập tức bổ thành mấy miếng,
dưa hấu tươi ngon, cực kỳ đỏ. Người phụ nữ váy trắng mấy một miếng dưa hấu đưa đến bên môi người đàn ông, cười nói ca, nếm thử xem. Người đàn ông đồ trắng khẽ cười, sau đó cắn một miếng, hương vị ngọt ngào thơm ngon. Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, bà ấy bỗng kéo góc áo mình lau nước dưa hấu ở khóe miệng cho người đàn ông, sau đó cũng cắn một miếng dưa hấu. Người phụ nữ váy trắng cong môi nói, quả nhiên rất ngon. Người đàn ông áo trắng khẽ cười không nói gì. Hai người chậm rãi bước đi, vừa nói vừa cười. Ngay lúc này, hai người nhíu mày cùng lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Không biết nhìn thấy cái gì mà ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh như băng. Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, ca, muội đi xem thử. Người đàn ông áo trắng nói, đi cùng đi. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, ừ. Nói rồi hai người biến mất. Trong một tinh không, đám người tịnh thần vừa định lao vào ngôi sao xanh đó, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông áo trắng và một người phụ nữ váy trắng xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, đám người tịnh thần sửng sốt, sao còn tự mình đâm đầu vào lưới thế này? Chiến đế ở một bên nhíu chặt mày, lúc này ông ta cảm thấy hơi bất an, các cường giả còn lại cũng thế. Lúc này chiêm sư bỗng truyền âm bằng huyền khí, tịnh thần, không được sơ suất. Ông ta cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Vì một nam một nữ trước mặt xuất hiện ở đây tức là đối phương đã phát hiện ra họ, nhưng đối phương lại không bỏ chạy. Điều này có nghĩa là gì? Tức là người ta không sợ đám người này. Lúc này chiêm sư cũng cảm thấy hơi bất an, hơn nữa nỗi bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Tịnh thần nhíu mày, lẽ nào có mai phục? Nghĩ đến đây, ông ta bỗng nhìn xung quanh, thế nhưng xung quanh lại chẳng có khí tức nào cả. Ông ta có thể xác định chắc chắn chỉ có hai người trước mặt này. Tịnh thần nhìn người phụ nữ váy trắng, bà là cô của Diệp Quân à? Người phụ nữ váy trắng cắn một miếng dưa hấu, bình tĩnh nói có gì chỉ dạy. Hôm nay tâm trạng ông ta khá tốt, chỉ dạy ư? Tịnh thần bật cười, bà có biết bọn ta là ai không? Người đàn ông áo trắng thắc mắc, các người là ai? Tịnh thần nhìn ông ấy, hỏi ngược lại, ông là ai? Người đàn ông áo trắng mỉm cười, ta là cha của Diệp Quân. Cha! Tịnh thần nhíu mày, nhưng sau đó ông ta cười nói, cũng tốt, vừa lúc tóm cổ cả bọn. Người phụ nữ váy trắng cách đó không xa lại cắn một miếng dưa hấu, bà ấy nhìn đám người tịnh thần, ta sợ quá. Tịnh thần bừng tỉnh, bà có thái độ gì đấy? Hả, bà xem thường nền văn minh vĩnh sinh của ta hả? Lúc này chiến đế đó bỗng xuất hiện bên cạnh tịnh thần. Ông ta trầm giọng nói, không đúng. Không đúng. Tịnh thần sửng sốt, sau đó nhìn hai người trước mặt, lúc này hai người đều đang nhìn ông ta, nhàn nhã ăn dưa hấu. Chẳng thấy hoảng sợ chút nào. Không bình thường. Phải biết rằng, bên bọn họ có đến 10 mệnh vận đại đế, hàng trăm tuế nguyệt đại đế, mấy trăm đại đế bình thường, cộng thêm mấy ngàn cường giả đỉnh cấp. Mà người trước mặt này lại chẳng hề sợ hãi. Cực kỳ bất thường. Sắc mặt tịnh thần trở nên hơi khó coi, bây giờ rút lui. Đùa gì thế chứ? Cường giả ra ngoài hết, càn quét vô số tinh vực đến hệ ngân hà, nhìn thấy nhau một cái rồi quay về sao? Chẳng phải muốn khiến người ta cười vào mặt họ à? Có thế nào cũng phải đánh được hai chiêu rồi mới về. Nghĩ đến đây, tịnh thần dùng huyền khí truyền âm cho mọi người, trước tiên đánh hai chiêu, nếu thực lực của hai người này quá mạnh, chúng ta sẽ quay về. Như thế cũng không đến nỗi mất mặt. Nghe thế, các cường giả đều gật đầu tỏ ý có thể chấp nhận. Quả thật đi cả vạn dặm chạy đến đây, nếu không đánh nỗi hai chiêu mới đi thì dù là bản thân họ cũng thấy khinh thường mình chứ đừng nói là người ngoài. Dù sao họ cũng có nhiều người. Sau khi được mọi người đồng ý, tịnh thần nhìn người phụ nữ váy trắng, cười nói, nghe nói bà đánh nhau rất giỏi, không ngại bọn ta ỷ đông ăn hiếp ít chứ. Người phụ nữ váy trắng nhìn tịnh thần, không ngại đâu. Tịnh thần cười nói, được lắm, giết, không thể miêu tả bằng lời. Vừa dứt lời, các cường giả ở phía sau ông ta lao đến chỗ người phụ nữ váy trắng, người dẫn đầu chính là chiến đế. Chiến đế nhìn người phụ nữ váy trắng trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, dĩ nhiên ông ta không dám khinh thường bà ấy vì ngay khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, ông ta đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Nhìn không thấu chính là nguy hiểm. Thế nên chiến đế dồn hết sức,
chiến ý cực mạnh lập tức lan tràn ra cả tinh vực. Các cường giả nền văn minh vĩnh sinh còn lại cũng dồn hết sức ra đòn, không dám khinh thường. Chiêm sư cũng lấy mấy thần vật của mình ra, tranh thủ giết đối phương trong một đòn tấn công. Đúng lúc này, người phụ nữ váy trắng bỗng siết chặt vỏ dưa hấu trong tay chém một đòn về phía đằng xa. Vèo! Vỏ dưa hấu đó bay ra xa, bỗng chốc. Xoẹt! Đầu của hàng ngàn cường giả văng lên trời, máu bắn tung tóe. Giết hết trong tích tắc. Dĩ nhiên vẫn còn lại một người, đó là Tịnh Thần. Lúc này Tịnh Thần nhìn hàng ngàn cái đầu máu đầm đìa rơi xuống, cả người như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Giết trong tích tắc. Ngay cả chiến đế cũng bị giết trong tích tắc sao? Tịnh Thần bắt đầu run rẩy, nỗi sợ dâng lên đến cực điểm. Người phụ nữ váy trắng cách đó không xa lại lấy một miếng dưa hấu ra, cắn một miếng, sau đó nhìn Tịnh Thần, ông có thể tiếp tục gọi người. Tiếp tục gọi người. Tịnh Thần nhìn người phụ nữ váy trắng đang ăn dưa, mặt đầy vẻ khó tin, bà, lúc này ông ta phát điên thật rồi. Người phụ nữ trước mặt này chỉ tung ra một nhát kiếm đã giết hết hàng ngàn người, trong đó có mười mấy mệnh vận đại đế, ngoài ra còn có hàng trăm đại đế. Còn có cả chiến đế. Chiến đế đấy. Chiến đế là một trong bốn đại đế của thời đại nền văn minh vĩnh sinh. Thế mà lại bị giết. Một nhát kiếm này làm đảo ngược tín ngưỡng của ông ta. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tịnh Thần bỗng tức giận gào, Từ Nhu. Từ Nhu. Lúc này cuối cùng ông ta cũng đã hiểu mục đích thật của Từ Nhu. Đây là âm mưu. Đây là âm mưu của Từ Nhu. Ông ta đã bị người phụ nữ này gài bẫy rồi. Chỉ là ông ta không hiểu chẳng phải chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên là kẻ thù không đội trời chung sao. Người phụ nữ này tính kế mình làm gì? Nghĩ không hiểu. Người phụ nữ váy trắng bỗng nói, ông có gọi thêm người không? Tịnh Thần hoàn hồn, ông ta run giọng nói, bà đợi đấy, ta về gọi người. Dứt lời, Tịnh Thần xoay người định rời đi nhưng lúc này một tia kiếm quang đâm xuyên qua giữa trán ông ta, khiến ông ta cứng đờ tại chỗ. Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, lãng phí thời gian của ta. Nói xong, bà ấy kéo người đàn ông áo trắng xoay người đi, lúc này người đàn ông áo trắng bỗng nói, khoan đã. Người phụ nữ váy trắng nhìn người đàn ông áo trắng, ông ấy mỉm cười, cứ luôn có người đến quấy rầy, cũng rất phiền. Nói rồi ông ấy vung tay lên, sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy ngôi sao màu xanh bên dưới. Người đàn ông áo trắng cười nói, dùng cấm chế phong ấn. Nói rồi ông ấy kéo người phụ nữ váy trắng biến mất. Trong tinh không, Tịnh Thần ngơ ngác nhìn nơi tận cuối tinh không, cơ thể đang dần biến mất. Ông ta muốn thông báo cho Vĩnh Sinh Đại Đế nhưng lúc này ông ta đã chẳng thể làm gì được. Quá xa xôi. Tịnh Thần nhắm chặt hai mắt. Lúc này ông ta nhớ đến những lời Diệp Quân từng nói, lúc các ông đánh ta, tại sao không đi điều tra gia tộc đằng sau ta trước đã? Lúc đó thần y tận thần linh vũ trụ và nền văn minh vĩnh sinh đều tỏ ra khinh thường, cảm thấy nực cười. Bây giờ nghĩ lại hóa ra tên hề lại là mình. Tịnh Thần khẽ thở dài, trong mắt ông ta đầy vẻ không cam lòng, bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn hàng ngàn vạn năm, bây giờ ông ta khó khăn lắm mới giải được phong ấn, xuất hiện lại ở thế gian, thế nhưng lại phải chết. Đợi hàng ngàn vạn năm, điều đón chờ ông ta lại là cái chết. Không cam lòng. Lại là tiếng thở dài, sau đó Tịnh Thần đó biến mất hoàn toàn. Trong tinh không, hàng ngàn cái đầu đẫm máu dần rơi xuống. Thần chiến trường. Trong trận pháp, Diệp Quân đã hôn mê điên cuồng hấp thu sức mạnh chân thần, lúc này khí tức cả toát ra từ người hắn ngày càng mạnh, vượt xa cảnh giới đạo tiên, không chỉ thế lúc này trong cơ thể hắn lại xuất hiện một tia sáng màu vàng. Sức mạnh chân thần. Sức mạnh chân thần này đang làm cho cơ thể hắn mạnh hơn. Ở một bên khác, Từ Nhu đã ngã xuống đất, lúc này sức mạnh phản phệ của sức mạnh chân thần vẫn còn đó, dù mạnh hơn nàng ta cũng không thể chịu được sức mạnh chân thần do chân thần để lại. Sức mạnh chân thần liên tục phản phệ cơ thể và thần hồn của nàng ta, cơn đau nhói đó khiến cơ thể nàng ta không khỏi co lại, run rẩy. Đau như rút xương rút cốt. Không thể miêu tả được cơn đau nhói đó bằng lời. Cứ thế hai người, một người nuốt chửng, một người bị phản phệ. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân mới chậm rãi mở mắt, sau đó lập tức bật dậy, nắm chặt hai tay. Quỳnh!
một luồng khí tức đáng sợ vọt ra từ bên trong cơ thể hắn, phóng thẳng lên trời. Cảnh giới thần đế. Diệp Quân ngớ người. Hắn đạt đến thần đế rồi sao? Như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn xuống, thấy cơ thể mình đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Diệp Quân vung nắm đấm lên. Uỳnh. Thời không khắp nơi rung lên kịch liệt như bị một chiếc chùy sắt nện vào. Diệp Quân vui mừng nhận ra sức mạnh của thân xác mình đã tăng lên đến mấy lần. Giờ phút này, thân thể hắn đã được củng cố bởi đạo nguyên đại đạo và sức mạnh chân thần, cho dù là mệnh vận đại đế cũng khó lòng mà tổn thương hắn. Diệp Quân đứng dậy, rút kiếm chém ra. Xoẹt! Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, 200 nhát. Một chiêu này khiến thời không xung quanh rung lên kịch liệt. Diệp Quân trố mắt nhìn thanh kiếm trong tay, không ngờ mình có thể cùng một lúc tung ra 200 nhát chém. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, 200 nhát. Đây là điều hắn không thể làm được khi đối đầu với đại đế lúc trước. Nhưng lần này hắn không những đạt đến thần đế mà còn có thể chồng chất được 200 nhát, đúng là ngoài dự đoán mà. Hắn cũng biết lý do là vì thân xác hắn mạnh lên. Mạnh hơn so với lúc trước rất rất nhiều. Một giọng nói bỗng vang lên, chúc mừng. Diệp Quân quay lại, thấy đó chính là Từ Nhu. Nàng ta đã đổi trang phục thành một chiếc váy màu xanh lam, tóc để xõa ngang vai, mặt mày như họa, hai tay chắp lại để sau lưng, trên môi là nụ cười như gió xuân. Dung mạo nàng rất đẹp, đã vậy còn mang theo khí chất nhu hòa như nước. Diệp Quân không đáp lời, chỉ nhắm mắt rồi siết tay lại, thả ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh thân xác thuần túy. Nó đã tăng lên không chỉ một hai lần nhỏ nhoi, mà hắn cảm giác rằng mình có thể đấu tay đôi với mệnh vận đại đế mà không cần đến kiếm. Từ Nhu lại nói, người hiện còn thiếu thực chiến. Thực chiến? Diệp Quân gật đầu, rồi nghĩ đến điều gì đó mà quay lại nhìn nàng ta. Từ Nhu cười thản nhiên, sao? Muốn đánh với ta? Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, chỉ so tài chút thôi, đủ thì ngừng. Từ Nhu cười nhạt, người chắc chứ? Diệp Quân biết người này luôn tìm cơ hội để đánh hắn, vì vậy chần chừ. Nếu đồng ý mà đánh không lại, tức là hắn sẽ bị nàng ta đánh ta tơi bời manh giáp. Diệp Quân đáp, chắc chắn. Không đánh lại cũng phải đánh thôi. Nào ngờ Từ Nhu lại nhìn ra sau lưng hắn, Bát Huyền. Diệp Quân giật mình quay lại, sau đó thì biến sắc kịch liệt. Đó cũng là lúc một quả đấm thép thụi thẳng vào bụng hắn. Sức mạnh khổng lồ bộc phát hất Diệp Quân bay vèo đi. Trong quá trình đó, Từ Nhu đã xuất hiện trong trận pháp, đưa tay lên kết ấn, niệm một câu thần chú cổ xưa. Trận pháp khởi động, nàng ta bước tới. Một tia sáng vàng rực bắn ra nện thẳng vào người Diệp Quân. Duỳnh! Hắn lại văng đi một lần nữa. Khi dừng lại, đã có máu tươi trào ra từ bên mép. Từ Nhu lạnh lùng nhìn hắn, sao hả? Mạnh lên nên cho rằng mình giỏi lắm à? Diệp Quân im lặng. Từ Nhu chậm rãi bước tới, ta biết ngươi nghĩ gì trong đầu. Ngươi cho rằng ở tuổi này mà được như vậy là đã rất mạnh. Đúng, nhìn khắp vũ trụ này cũng khó tìm được người trẻ tuổi nào sánh bằng ngươi, nhưng ngươi có nhớ thân phận ngươi là gì không? Nhìn khắp vũ trụ, có bao nhiêu người bằng được ngươi ở thân phận và tài nguyên? Diệp Quân tiếp tục im lặng. Từ Nhu lại mở miệng thì bị hắt cắt ngang. Ta biết thân phận ta đặc biệt nên cái gì cũng sẽ khác người thường, bao gồm cả kẻ địch. Ta hiểu đạo lý này, những gì cần làm cũng đang làm, nhưng thỉnh thoảng than phiền một chút cũng không thương thiên hại lý gì, chẳng lẽ lại không được. Hắn nhìn vào mắt đối phương, hy vọng Từ Nhu tỷ hiểu cho, ta là người, ta cũng có khuyết điểm. Tỷ không ưa ta là bình thường, nhưng ta nói một lần nữa, ta không phải người hoàn hảo trong lòng tỷ, cũng không muốn trở thành người như thế. Ta chính là ta, tỷ không thích thì thôi. Từ Nhu nhìn hắn, hai tay chậm rãi siết lại, ánh mắt lại như băng. Chợt đáy lòng khẽ run lên khiến nàng ta phải quay lưng đi, hai mắt cũng bất chợt ửng đỏ. Ta không yêu cầu ngươi trở nên hoàn hảo, chỉ muốn nhắc nhở rằng sức mạnh của ngươi còn kém xa Vĩnh Sinh Đại Đế, bây giờ mà háo thắng tìm ông ta thì chỉ đang tự hại mình thôi. Diệp Quân im lặng một hồi rồi rời đi. Từ Nhu gọi theo, đợi đã. Hắn quay lại. Nghe nàng ta nói, sức mạnh ngươi vừa được tăng lên, cái cần bây giờ là thực chiến liên quan đến sinh tử thật sự, chỉ như vậy mới có thể khai phá tiềm lực. Người thường không đánh lại ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi này. Nói rồi thì xoay gót rời đi.
Diệp Quân im lặng đứng lại tại chỗ. Từ Nhu quay lại, cười hỏi, thế nào? Sợ ta hại ngươi, cứ yên tâm, chừng nào ngươi còn giá trị lợi dụng với ta thì ta sẽ không làm gì ngươi. Diệp Quân liếc nàng ta một cái rồi đi theo. Hai người cùng nhau lên đường, Từ Nhu đi trước một quãng xa, không cho Diệp Quân có cơ hội thấy vẻ mặt mình. Diệp Quân phá vỡ im lặng, Từ Nhu tỉ, Từ Kính. Đối phương không đáp lời. Diệp Quân, có thể cho ta biết tin gì không? Từ Nhu lắc đầu, không có gì đáng nói. Chừng nào đến lúc, ta sẽ đưa ngươi đi gặp. Diệp Quân mừng ra mặt, thật sao? Từ Nhu gật đầu, ta không thường nói dối. Làm Diệp Quân không khỏi liếc xéo sang. Không nói dối, có mà nói dối quen miệng nhất trong mấy tỷ muội các người thì có. Từ Nhu tiếp tục. Phần lớn đạo nguyên đại đạo và sức mạnh chân thần hiện đang tích tụ trong cơ thể ngươi sau khi bị hấp thụ. Ngươi cần một trận chiến để kích thích chúng nó xuất hiện. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Nhu lại nói, cường hóa thân xác rồi, uy lực trong võ kỹ của ngươi cũng sẽ càng mạnh hơn. Có còn nhớ võ kỹ mà đại tỷ để lại cho ngươi không? Diệp Quân gật đầu, nhớ. Vạn cổ tuế nguyệt. Từ Nhu gật gù, võ kỹ này có uy lực rất cao. Thích hợp với quá trình tu luyện hiện tại của ngươi. Nhưng kiếm đạo với ngươi mới là cốt yếu, còn thân xác hay võ thần chỉ để hỗ trợ. Ngươi phải lấy kiếm đạo làm chủ, hai cái kia là phụ, đừng có bỏ gốc lấy ngọn. Nói rồi, nàng ta vươn tay, gọi một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Hắn hỏi, đây là gì? Từ Nhu, là tâm đắc khi tu luyện vạn cổ tuế nguyệt, do ta. Đại tỷ ta biên soạn năm xưa, sẽ giúp được ngươi. Diệp Quân liếc nhìn một cái rồi thu quyển trục về. Từ Nhu lại nói, ngươi không cần lo lắng cho vũ trụ quan huyên, bên ấy tạm thời không có gì, cứ chuyên tâm tu luyện ở đây là được. Diệp Quân hạ giọng, nhưng vĩnh sinh đại đế. Từ Nhu, ta sẽ giải. Nàng ta khựng lại, cười nói, bây giờ ngươi có nghĩ mấy thứ này cũng không được gì, trước tiên cứ tập trung tu luyện đi, xem có thể chứng đạo đại đế bằng cách chiến đấu hay không. Chứng đạo đại đế bằng cách chiến đấu. Diệp Quân gật gù, được. Từ Nhu nói đúng, việc cần kíp trước mắt là gia tăng sức mạnh, bởi vì từ ngày chủ nhân bút đại đạo bị Thanh Nhi cô trấn áp, hắn phát hiện thế đạo ngày càng rối loạn. Tuy đại đế và thần linh vũ trụ không nhiều như mây nhưng cũng không ít. Hắn đã ổn định lại tâm tính rồi. Kẻ địch của hắn không phải là thế hệ trẻ mà là thế hệ trước, là những lão quái vật đã sống mấy chục triệu năm. Diệp Quân thấp giọng thở dài. Nếu có thể thì hắn cũng chả muốn nhận tổ quy tông nhanh đến vậy. Cứ tưởng sẽ đạt đến đỉnh cao nhân sinh, ai dè suýt nữa điên luôn. Từ ngày Diệp tộc xuất hiện, hắn đã chiến đấu đến sắp điên rồi. Từ Nhu đang đi bỗng ngừng lại, nhìn về cách đó tầm 200 trượng, thấy một đài tỷ võ khổng lồ với kích thước mấy vạn trượng ở đó. Nàng ta nói, lên đi. Diệp Quân gật đầu rồi đi tới. Từ Nhu im lặng nhìn theo sau. Khi Diệp Quân đi đến trước võ đài, giọng nói của nàng ta vang lên bên tai hắn, ta đã tìm ba đối thủ phù hợp cho ngươi. Ba bóng người lập tức xuất hiện trên đài. Diệp Quân nhìn thấy họ thì không khỏi ngẩn ra. Bởi vì đó chính là võ tướng Võ Khởi, thống lĩnh quân Viễn Chinh và thống lĩnh chư thần Hoàng Hôn Vệ. Diệp Quân hoàn toàn không ngờ Từ Nhu lại tìm họ đến cho hắn. Bởi đây chính là ba người mạnh nhất chân vũ trụ hiện giờ. Võ Khởi lên tiếng, ta trước. Vừa nói xong, ông ta đã biến mất, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía Diệp Quân. Hắn giật thót, không dám xem thường, lập tức nhào tới. Từ Nhu chỉ nhìn một cái rồi xoay người rời đi. Nàng ta trở lại chân thần điện. Nơi ấy chỉ còn một mình tả tướng bên trong. Từ Nhu đi đến, ngồi xuống trước mặt bà ta. Hỏi, việc hắn phát triển tiên bảo các ở chỗ của chúng ta thế nào rồi? Tả tướng, dựa theo ý bà, chúng ta đã tạo điều kiện tốt nhất cho họ. Khả năng kinh doanh của họ rất cao, vì vậy phát triển nhanh chóng, không bao lâu nữa sẽ trở thành thương hội đứng đầu chân vũ trụ. Bà ta liếc nhìn Từ Nhu. Nàng ta gật đầu, ta có một kế hoạch. Rồi lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một nơi trên đó, nơi này gần vũ trụ quan huyên. Hãy thành lập một tòa thành tại đó, đặt tên là Chân Quan. Kích thước phải lớn hơn thành chân thần. Xây xong rồi thì rời 10 chân mạch đến đó, để nó trở thành nơi linh khí nồng đậm nhất vũ trụ. 10 chân mạch. Đồng tử tả tướng co rụt lại, chuyện này.
thành chân thần cũng chỉ mới có 6 mà thôi. Từ Nhu như không nhìn thấy vẻ khiếp sợ của đối phương, giờ chân mạch qua rồi thì mời tiên bảo các di chuyển sang đó, tất nhiên chúng ta vẫn thu 5 phần lợi nhuận. Ngoài bọn họ ra, các đại gia tộc và đại tông môn của chân vũ trụ muốn vào ở cũng được, cho miễn phí luôn. Đồng thời truyền lệnh cho các đại vũ trụ khác, thế lực nào sẵn lòng đến thì chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là có thể ở miễn phí. Nàng ta chậm chậm đứng dậy, chủ yếu hãy mời các thế lực của vũ trụ quan huyên. Tu sĩ từ vũ trụ quan huyên muốn đến chân vũ trụ cũng có thể hưởng phúc lợi của chúng ta. Gia tộc và tông môn chân vũ trụ đồng ý thu nhận thiên tài yêu nghiệt từ vũ trụ quan huyên cũng sẽ được đền bù linh nguyên mỗi năm. Tả tướng nghe mà trợn mắt há mồm. Từ Nhu tiếp tục, ba quân đoàn lớn không giới hạn chiêu binh trong chân vũ trụ nữa mà hãy tiếp nhận người từ vũ trụ quan huyên và chư thiên vạn giới. Chỉ cần họ đồng ý, đáp ứng đủ điều kiện, chúng ta sẽ nhận. Thấy tả tướng muốn nói gì, nàng ta ngắt lời, mỗi năm tổ chức một lần tỷ võ trong thành. Người từ vũ trụ quan huyên, chư thiên vạn giới trừ chân vũ trụ đều có thể tham gia. Hạng nhất được 3.000 vạn linh nguyên, phương pháp tu luyện và công pháp võ kỹ của chân vũ trụ ta. Chi tiết thế nào thì bà nghĩ đi. Tả tướng bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Từ Nhu lại nói, cuối cùng, xóa bỏ phong ấn giữa chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên lẫn chư thiên vạn giới. Nếu có người ngoài tỷ võ giành được 10 hạng đầu thì có thể hủy bỏ cống nạp 100 năm, trong 5 hạng đầu thì hủy bỏ trong 500 năm, 3 hạng đầu thì vĩnh viễn không cống nạp. Cuối cùng nữa, khuyến khích người chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên kết hôn với nhau. Bất kể trai gái đều được pháp luật bảo vệ, đồng thời trọng thưởng. Từ Nhu, tả tướng quát lên, bà có biết bà đang làm gì không? Tất cả những gì bà vừa nói quá khó, nhất là điều cuối cùng. Bà cho rằng khuyến khích hai bên kết hôn khả thi sao? Từ Nhu nhìn bà ta, Phong Kỳ, cai trị bằng quyền lực không thể tiếp tục nữa. Thế đạo ngày nay, chủ nhân bút đại đạo bị trấn áp, loạn thế xuất hiện. Chân vũ trụ cứ tiếp tục như vậy sẽ bị diệt vong. Tả tướng liên tục lắc đầu, không, tuyệt đối không được. Nếu làm theo lời bà, vô số thế lực và tông môn chân vũ trụ sẽ phản đối, chưa kể vũ trụ quan huyên còn là kẻ thù truyền kiếp với chúng ta. Từ Nhu buột miệng, chủ nhân bút đại đạo bị cô hắn chân áp. Tả tướng sửng sốt. Từ Nhu, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đúng là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bà biết gì không? Không phải bọn họ không thể tiêu diệt chúng ta, mà là kiếm chủ nhân ra năm ấy muốn phá thần nên người sau lưng hắn mới không ra tay, bằng không chân vũ trụ đã tiêu tùng từ thời đại ấy rồi. Nàng ta lắc đầu, chúng ta không thể tiếp tục đối kháng với vũ trụ quan huyên nữa. Bởi vì khi ấy chỉ có một con đường chết. Chúng ta chỉ có thể hòa nhập, để người của hai bên hòa vào nhau, kết hôn với nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nàng ta xoay người nhìn ra bên ngoài, chỉ trong 100 năm, thù hận giữa hai bên sẽ được hóa giải, khi ấy hai bên sẽ là người một nhà. Tứ kiếm khi ấy không còn là mối nguy mà sẽ là tấm khiên vững chắc nhất. Từ Kính và hắn, cũng sẽ không còn trắc trở nữa. Ngược lại còn có thể thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai vũ trụ, sẽ được mọi người chúc phúc. Đôi môi nàng ta cong lên thành nụ cười, nhưng khóe mắt lại có dòng lệ chảy ra, nhà đầu này. Thay đổi. Nghe hết những lời Từ Nhu vừa nói, sắc mặt tả tướng trắng bệch như tờ giấy, đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Khiếp sợ. Hãi hùng. Không cam. Khiếp sợ, vì những ý tưởng quá mức kinh thiên động địa của Từ Nhu. Nàng ta muốn dung hợp hai kẻ thù truyền kiếp là vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ, có khả năng này sao? Khả thi sao? Hãi hùng, vì người trấn áp chủ nhân bút đại đạo chính là vị cô mặc váy trắng đứng sau Diệp Quân. Nói cách khác, vũ trụ quan huyên có tận mấy vị tuyệt thế cường giả có thể sánh ngang với kiếm chủ nhân gian. Hay nói theo cách của Từ Nhu là bọn họ có muốn tiêu diệt chân vũ trụ thật thì cũng không phải chuyện gì khó. Không cam. Vì nếu làm theo lời Từ Nhu, chân vũ trụ sẽ phải từ bỏ rất nhiều lợi ích. Tả tướng lắc đầu, không được, Từ Nhu, thật sự không được, những gì bà vừa nói, sẽ có rất nhiều người phản đối. Từ Nhu nhìn xoáy vào bà ta, ba quân đoàn lớn không rối ren gì là được. Tả tướng rơi vào im lặng. Từ Nhu, bà thử nghĩ theo hướng này xem. Tả tướng đưa mắt sang, nghe nàng ta giải thích, bây giờ. Chúng ta có thay đổi thì vẫn là thế lực mạnh nhất vũ trụ này, còn có thể chủ động nắm quyền điều khiển, vẫn còn có thể nở mặt nở mày. Nếu không thể,
thì sẽ có người khác thay chúng ta vẻ vang. Sắc mặt Tả tướng trở nên phức tạp, thật sự đến mức độ này sao? Từ Nhu, những thay đổi này cũng là cơ hội với chúng ta. Trước mắt mà xem, ưu thế về chế độ của ta hơn xa những vũ trụ khác, bao gồm vũ trụ Quan Huyên. Chỉ cần chúng ta làm tốt thì ngày càng có nhiều thiên tài yêu nghiệt gia nhập. Chúng ta hy sinh một số lợi ích nhỏ, đổi lại vô số lợi ích khổng lồ trong tương lai. Tả tướng im lặng ngồi trên ghế. Từ Nhu, ta cần bà giúp đỡ. Tả tướng nhìn lên, bà làm những điều này vì chân vũ trụ, hay là vì Diệp Quân kia? Từ Nhu cong môi, bà đoán xem. Tả tướng đi tới, nhìn thẳng vào mắt nàng ta muốn bà chính miệng nói. Sau một hồi im lặng, Từ Nhu mới đáp, cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không phản bội chân vũ trụ. Tả tướng cũng lặng đi một hồi lâu, nói ta muốn quyền chỉ huy của ba quân đoàn lớn. Từ Nhu, bà có thể điều động bất kỳ lúc nào. Tả tướng gật đầu rồi xoay người đi về phía cửa, sau đó ngừng lại, nhẹ giọng nói, Từ Nhu, dù chúng ta có sẵn lòng thì cũng sẽ rất khó nếu vũ trụ Quan Huyên không chịu phối hợp, hoặc có địch ý với ta. Bà ta biết bên kia mới là mục đích chính của Từ Nhu, nhưng nếu họ không chịu phối hợp thì chân vũ trụ sẽ vô cùng gian nan. Từ Nhu im lặng hồi lâu mới nói, ta sẽ nói cho hắn biết. Tả tướng gật đầu rồi cất bước, biến mất ở nơi xa. Để lại Từ Nhu lặng thinh đứng đó một mình, đoạn mỉm cười rời đi. Không bao lâu sau, nàng ta xuất hiện ở một gian nhà đá trong thôn Đạo Thạch, nơi có một cô gái nằm trên giường. Từ Kính. Từ Nhu chậm rãi đi đến, nhìn cô gái với đôi mắt nhắm nghiền. Nàng ta nắm tay Từ Kính, khẽ lắc đầu, nước mắt tuôn trào như châu ngọc rơi xuống, ta đã bảo đợi rồi. Mà muội không chịu, muội và Bát Huyền, từ bé đã không biết nghe lời. Cô gái không chút cử động. Từ Nhu quỳ xuống bên mép giường, ánh mắt trống rỗng, thì thầm, nhớ năm ấy chúng ta cãi nhau to với đại tỷ, từ đó tỷ ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Ta biết không phải đại tỷ giận chúng ta, mà là tỷ ấy không chịu tha thứ cho bản thân. Trước khi đi, đại tỷ dặn ta phải chăm sóc các muội, chăm sóc chân vũ trụ. Nàng ta khẽ khàng lắc đầu, lau đi nước mắt, tức giận gắt lên, đều do tên đàn ông chó má đó. Nói rồi nàng xoay người đi ra ngoài. Sắc mặt Từ Nhu lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, liếc mắt sang bên, bảo vệ nơi này cho kỹ. Sáu ông lão đứng cách đó không xa khom người hành lễ. Từ Nhu biến mất tại chỗ. Vĩnh Sinh giới. Một hôm nọ, Vĩnh Sinh đại đế đang tính tọa bỗng mở bừng mắt, hai chân bật dậy rồi nheo mắt lại với vẻ khiếp sợ. Một lão già xuất hiện cạnh ông ta, thấp giọng nói, nhóm tịnh thần. Đã gặp chuyện. Họ đã biết việc tịnh thần dẫn theo một nhóm cường giả văn minh Vĩnh Sinh đến hệ Ngân Hà lùng giết người phụ nữ váy trắng. Vĩnh Sinh đại đế ngẩng đầu nhìn về nơi xa một hồi rồi cau mày, chết hết rồi. Lão già gật đầu, sắc mặt nặng nề, tất cả hồn bài đều nổ tung, không ai sống sót. Vĩnh Sinh đại đế im lặng, đoạn bật ra một tiếng cười, hệ Ngân Hà có cao nhân đấy. Lão già, lần này chúng ta tổn thất rất lớn. Vĩnh Sinh đại đế lại ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, tiêu diệt được mười mấy mệnh vận đại đế, đúng là thú vị thật. Lão già nhìn sang, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, một người phụ nữ xuất hiện cách đó không xa Từ Nhu. Vĩnh Sinh đại đế im lặng nhìn nàng ta. Từ Nhu cười, chúc mừng ông đã khôi phục được ít nhất 6 phần công lực. Vĩnh Sinh đại đế không hề nhiều lời, giơ tay tung nắm đấm. Từ Nhu cũng đáp trả y hệt. Ầm, tiếng nổ vang lên, Từ Nhu bị đẩy đi nghìn trượng. Vĩnh Sinh đại đế không hề nhúc nhích. Ông ta nhìn lên, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Từ Nhu cười cười, Vĩnh Sinh đại đế, ta nghe nói ông chưa từng bại trận một lần nào ở thời đại văn minh Vĩnh Sinh, điều này là thật sao? Ông ta nhìn lại, chính ngươi xúi dục tịnh thần đến hệ Ngân Hà. Đúng là lòng dạ độc ác. Từ Nhu cười, chẳng phải văn minh Vĩnh Sinh và chân vũ trụ vốn là kẻ địch sao? Vĩnh Sinh đại đế gật đầu, cũng phải, đã là kẻ địch thì dùng âm mưu quỷ kế cũng là thường. Từ Nhu cong môi, thuộc hạ dưới trướng gần như chết hết, ấy vậy mà ông chẳng tỏ ra thương xót gì. Vĩnh Sinh đại đế nhàn nhạt nói, một mình ta đã là một thế lực, một thời đại. Từ Nhu, theo ta được biết, cả đời ông chỉ thua một mình chủ nhân bút đại đạo. Có được sức mạnh này đương nhiên đáng để kiêu ngạo,
nhưng thời thế thay đổi rồi, Vĩnh Sinh Đại Đế à. Bây giờ đã có những người mạnh đến mức ông không thể tưởng tượng được. Vĩnh Sinh Đại Đế nhếch mép, người nói còn ả mặc váy trắng kia. Từ Nhu gật đầu, phải. Vĩnh Sinh Đại Đế phá ra cười, người muốn khích tướng ta đi tìm ả. Từ Nhu, đúng là vậy, ta muốn xem rốt cuộc là ông lợi hại hơn, hay nàng thiên mệnh kia lợi hại hơn. Vĩnh Sinh Đại Đế cười, ta sẽ đi tìm ả, nhưng không phải bây giờ, mà là khi hoàn toàn hồi phục. Từ Nhu cười, ông đang sợ. Vĩnh Sinh Đại Đế nheo mắt lại, tay phải siết chặt. Từ Nhu hừ cười, cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì người có thể giết chết mười mấy mệnh vận đại đế ắt không tầm thường, ông lo ngại cũng là đúng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhếch mép, Từ Nhu cô nương đang khích ta. Từ Nhu, theo những gì chúng ta điều tra được, người phụ nữ kia chưa từng xuất kiếm đến lần thứ hai khi giết người. Vĩnh Sinh Đại Đế im lặng nhìn nàng ta. Từ Nhu tiếp tục, Trần Vũ Trụ đã giao chiến với Vũ Trụ Quan Huyên mấy chục triệu năm, nhưng vì sao vẫn không thể chiến thắng? Chính là vì nàng ta. Vĩnh Sinh Đại Đế, nếu muốn xưng bá vũ trụ, kẻ địch lớn nhất của ông không phải Diệp Quân hay Vũ Trụ Quan Huyên, mà chính là người váy trắng này. Chỉ cần giết nàng ta, trên đời sẽ không còn ai có thể cản đường ông nữa. Thiên mệnh váy trắng. Vĩnh Sinh Đại Đế không nói gì. Từ Nhu, người này từng giao thủ với chủ nhân Bút Đại Đạo. Vĩnh Sinh Đại Đế nheo mắt lại, tỏ ra hứng thú kết quả thế nào. Từ Nhu, kém một bậc. Kém một bậc. Vĩnh Sinh Đại Đế ngẩn ra, người chắc chứ. Từ Nhu cười, ta tốt xấu gì cũng là một trong những cường giả đứng đầu thiên địa, ông cho rằng ta sẽ nói láo. Vĩnh Sinh Đại Đế không đáp. Từ Nhu, ông không tin thì có thể hỏi Tiểu Tháp. Nó là tòa tháp đứng đầu chư thiên vạn giới, từng chứng kiến trận chiến năm ấy. Tiểu Tháp. Vĩnh Sinh Đại Đế gọi nó xuất hiện trong tay, người từng nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo chiến đấu với ả kia. Tiểu Tháp đáp, đúng vậy. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy ở hệ Ngân Hà, người phụ nữ váy trắng đại chiến với chủ nhân Bút Đại Đạo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không địch lại nên mới bị ông ta trấn áp ở đó, không được phép rời đi. Vĩnh Sinh Đại Đế thấp giọng hỏi, ả chính là thiên mệnh váy trắng mà ngươi nói. Tiểu Tháp, phải, trước đó ta đi theo chủ nhân Bút Đại Đạo, bị nàng ta đánh trọng thương, rồi lại bị cướp đi đưa cho đại ca của nàng. Ôi, cả nhà họ ức hiếp ta, từ cha đến con, đáng thương cho ta biết bao. Vĩnh Sinh Đại Đế cười, thú vị, không ngờ còn có thể qua vài chiêu với chủ nhân Bút Đại Đạo, xem ra ả ta vẫn có chút cân lượng. Từ Nhu nghiêm túc nói, ta khuyên ông đừng nên xem thường. Nàng ta đó giờ giết người chưa từng ra chiêu đến lần thứ hai. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nhạt, vào thời đại của ta, trừ chủ nhân Bút Đại Đạo, ta cũng không cần. Từ Nhu im lặng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn sang, ta biết ngươi muốn mượn tay ta giết ả kia. Yên tâm, ả ta có thể giao thủ với chủ nhân Bút Đại Đạo chứng tỏ sức mạnh không tầm thường, ta sẽ không khinh địch. Từ Nhu gật đầu, vậy thì tốt. Đoạn liếc nhìn Tiểu Tháp rồi biến mất cuối tinh không. Từ Nhu đi rồi, lão già đứng cạnh Vĩnh Sinh Đại Đế nói, người này không có ý tốt. Ông ta cười, nàng ta muốn ta liều mạng cùng ả váy trắng kia để lưỡng bại câu thương, khi ấy Chân Vũ Trụ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lão già cau mày, trực giác nói rằng chuyện này không đơn giản, nhưng lão chưa kịp lên tiếng thì Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, nhưng nàng không biết ta ở thời kỳ đỉnh cao mạnh đến đâu. Cho ngươi biết điều này, năm ấy chủ nhân Bút Đại Đạo không làm gì được ta, phải liên thủ với nữ phu tử kia mới có thể đánh bại ta. Lão già sửng sốt. Vĩnh Sinh Đại Đế cất giọng ồm ồm cười, ta vẫn luôn nói rằng mình bại trận trước chủ nhân Bút Đại Đạo, cốt là để chúng đánh giá thấp ta. Đoạn nhắm mắt lại, đợi ta hoàn toàn khôi phục rồi sẽ giết con ả váy trắng kia, khi ấy từ Chân Vũ Trụ đến Vũ Trụ Quan Huyên đều có thể hủy diệt chỉ với một cái búng tay. Ông ta nhếch mép cười mỉa, mưu ma trước quỷ gì đó. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là mây bay. Còn muốn ngồi rung đùi hưởng lợi ư? Đúng là ngu độn đến đáng yêu. Thần chiến trường. Trên đài tỷ võ rộng rãi, từng tiếng nổ vang lên liên tục, rung trời chuyển đất. Trong khoảng thời gian này, ngày nào Diệp Quân cũng chiến đấu không ngừng với Võ Khởi. Chiến đấu. Sau khi nâng cao cảnh giới, điều hắn mong mỏi nhất chính là chiến đấu. Khi chiến đấu, sức mạnh đại nguyên đại đạo và sức mạnh chân thần trong cơ thể hắn cũng từ từ được kích hoạt,
vì thế sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, đối thủ của hắn là Võ Khởi cũng không yếu, chấn áp hắn từ đầu đến cuối, mà đối phương như có thủ với hắn, ra tay tàn nhẫn ít nhiều có chút ân oán cá nhân. Rầm. Đúng lúc này, Diệp Quân ở trên đài tỷ võ đột nhiên bị đẩy lùi cách xa nghìn trượng, Võ Khởi đang định ra tay thì bỗng quay đầu nhìn sang phải, ở đó có một cô gái đang đứng, chính là Từ Nhu đã trở về. Từ Nhu bình tĩnh nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Nghe thấy lời này của Từ Nhu, ba người phía Võ Khởi nhìn nhau, hơi khó hiểu. Lúc này Từ Nhu lại nói, chỉ cần không đánh chết là được. Ba người phía Võ Khởi do dự sau đó gật đầu, lao về phía Diệp Quân ở phía xa. Nhìn thấy ba người lao về phía mình, sắc mặt Diệp Quân thay đổi rõ rệt, đánh một hồi thành ra đánh hội đồng luôn à. Diệp Quân quay đầu nhìn Từ Nhu, nàng ta lại quay đi chỗ khác không nhìn hắn. Diệp Quân không nói nên lời. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết của Diệp Quân vang lên trên đài tỷ võ. Bị đánh. Ba người phía Võ Khởi đánh Diệp Quân một trận dã man, vì Từ Nhu nói chỉ cần không đánh chết là được, vậy nên ba người ra tay không quá ác. Cứ như vậy, không bao lâu sau, Diệp Quân đã nằm trên mặt đất, không còn động đậy nữa. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân rã rời. Cơ thể cường hãn, lại thêm phía Võ Khởi không đánh ác nên cơ thể hắn không bị phá hỏng, nhưng đau là có thật. Quá đau đớn. Nhìn thấy Diệp Quân nằm trên đất, phía Võ Khởi không ra tay nữa. Chẳng mấy chốc, dưới sự tự chữa lành của cây thần tự nhiên, cơ thể Diệp Quân bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Sau khi khôi phục, hắn lại bắt đầu chiến đấu với ba người Võ Khởi. Vẫn bị đánh tàn bạo. Diệp Quân bị đánh tơi tả hết lần này đến lần khác, nhưng hơi thở và cơ thể của hắn lại ngày càng mạnh hơn. Cứ như vậy, Diệp Quân đánh với nhóm Võ Khởi một tháng, không đúng, nên nói là bị đánh một tháng thì hơn. Một tháng qua, mỗi ngày Diệp Quân đều bị đánh, rất nhiều lần đều không có sức đánh trả, may mà có cây thần tự nhiên, nếu không hắn đã chẳng thể tu luyện được. Không lâu sau, Diệp Quân đứng dậy, đang định ra tay thì Từ Nhu bên cạnh bỗng vung tay. Thống soái quân Viễn Trinh và thống soái chư thần Hoàng Hôn Vệ lập tức lui sang một bên. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, một đấu một. Nhưng Từ Nhu không nhìn hắn. Diệp Quân cạn lời. Võ Khởi nói, tới đi. Nói xong, ông ta biến mất. Xa xa, Diệp Quân cũng đồng thời biến mất tại chỗ, hắn rút kiếm ra chém, nhát kiếm này vừa ra chính hắn cũng ngây người. 230 nhát. Rầm. Kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ trên đài tỷ võ, trong nháy mắt Võ Khởi đã bị đánh bay ra nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mấy người trên đài tỷ võ đều sững sờ. Võ Khởi nhìn tay phải của mình, trên nắm đấm của ông ta có một vết nứt sâu, có thể nhìn thấy cả xương. Võ Khởi nhíu mày, nhìn Diệp Quân phía xa, ông ta phát hiện thực lực của Diệp Quân đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Diệp Quân cũng hơi khiếp sợ. Hắn không ngờ bị đánh một tháng lại có thể nâng cao thực lực. Ban đầu thuật trảm thiên bạt kiếm của hắn chỉ có thể rút ra liên tiếp 200 nhát, nhưng bây giờ đã có thể rút được 230 nhát rồi. Bị đánh cũng có ích đấy chứ. Diệp Quân cười thật tươi, dậm chân phải xuống, hóa thành kiếm quang chém về phía Võ Khởi. Thấy Diệp Quân lao về phía mình, Võ Khởi cũng không dám lơ là, lập tức hóa thành lưu quang xông lên. Rất nhanh. Trên đài tỷ võ xuất hiện từng luồng kiếm quang như biển, bao phủ toàn bộ đài tỷ võ. Trận chiến giữa hai người ngày càng gay cấn. Ở một bên, thông soái quân Viễn Trinh và thông soái chư thần Hoàng Hôn Vệ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên nặng nề. Diệp Quân đã có thể chiến đấu được với Võ Khởi mà không phân cao thấp rồi. Diệp Quân và Võ Khởi giao đấu một canh giờ, hai bên ngang tài ngang sức, hơn nữa Diệp Quân còn càng đánh càng mạnh. Dầm. Lúc này, Võ Khởi lại bị hất văng ra xa hàng nghìn trượng. Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm trong tay biến mất, giây tiếp theo, hắn bay vụt lên không, hai tay nắm chặt, trong chớp mắt, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh cổ xưa, hư ảnh vừa xuất hiện, đất trời lập tức có khí thế cổ xưa hoang vắng. Phía đối diện, con người của Võ Khởi co rụt lại, vẻ mặt cực kỳ nặng nề, tay phải ông ta từ từ nắm chặt. Một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Nhưng lúc này, Diệp Quân chắp tay kết ấn, hư ảnh sau lưng hắn cũng kết ấn, hắn mở mắt chỉ vào Võ Khởi, phá. Đoàng!
thời không trên đầu Võ Khởi bị chia cắt, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ vươn ra từ không trung, sau đó nắm thành quyền, đấm xuống thật mạnh. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, đất trời chợt có luồng khí thế đáng sợ mà cổ xưa, những khí thế này như đến từ viễn cổ, xa xưa mà thăng trầm. Vạn cổ tuế nguyệt, đây là võ kỹ chân thần để lại, mà bây giờ Diệp Quân đã học được. Cách đó không xa, Võ Khởi không dám lơ là, chân phải dậm lên đài tỷ võ, hóa thành một luồng lưu quang phóng lên trời. Ầm, đột nhiên, một luồng lưu quang vỡ vụn, Võ Khởi rơi thẳng xuống dưới, khoảnh khắc ông ta rơi xuống đài tỷ võ, đài tỷ võ được trận pháp gia trì vỡ tan, mà lúc này nắm đấm mạnh mẽ ấy đã đáp xuống. Dầm. Cả đài tỷ võ hóa thành cho bụi, trên mặt đất xuất hiện một cái vực sâu mấy nghìn trượng, sâu không thấy đáy. Giờ phút này, thần chiến trường kịch liệt chấn động, giống như động đất, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt thống soái quân Viễn Trinh và thống soát chư thần hoàng hôn vệ đều trở nên cực kỳ nặng nề. Không ngờ chiêu vạn cổ tuế nguyệt lại mạnh đến mức này, đến Võ Khởi cũng không đỡ được. Nếu không phải thời không nơi đây đặc biệt thì một quyền này đã khiến cả thần chiến trường hóa thành cho bụi rồi. Mà ở nơi khác, Diệp Quân cũng chấn động vô cùng, hắn không ngờ võ kỹ chân thần để lại đáng sợ thế này, cơ thể hắn kết hợp với võ kỹ này tuyệt đối là vô địch. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, nhìn Võ Khởi đang bò dậy ở nơi không xa, lúc này trông ông ta hơi chật vật, toàn thân tan nát, máu chảy ròng ròng. Diệp Quân định ra tay tiếp thì Từ Nhu ở bên cạnh bỗng lên tiếng, được rồi. Diệp Quân dừng lại, quay đầu nhìn Từ Nhu, nàng ta bình tĩnh nói, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Quân do dự nhưng rồi vẫn đi theo. Nhìn Diệp Quân đi theo Từ Nhu, Võ Khởi trầm giọng bảo, rốt cuộc nàng ta muốn gì. Thực ra ban đầu Từ Nhu bảo bọn họ đến giúp Diệp Quân nâng cao thực lực, bọn họ đã từ chối. Bọn họ vẫn có thù địch với Diệp Quân và vũ trụ quan huyên. Nhưng không còn cách nào khác, Từ Nhu vẫn kiên quyết, bọn họ chỉ đành đến luyện tập cùng Diệp Quân. Thống soái quân Viễn Trinh nói, nàng ta sẽ không hại chân vũ trụ đâu. Võ Khởi khẽ gật đầu, cũng phải, nếu nói Từ Nhu phản bội, họ không tin. Từ Nhu dẫn Diệp Quân đến một dãy núi xa xôi, trên đường đi hai người đều không nói gì. Diệp Quân nhìn Từ Nhu hỏi, Từ Nhu tiền bối, khi nào ta mới có thể đi gặp Từ Kính? Từ Nhu bình tĩnh nói, sau khi trở thành đại đế. Đại đế? Diệp Quân im lặng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng hắn phát hiện, muốn đạt tới đại đế là rất khó. Đại đế là một rào cản khó vượt qua. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ta có thể cho ngươi một kiến nghị không? Diệp Quân hơi sửng sốt, kiến nghị gì? Từ Nhu bình thản nói, người biết tính Từ Kính đấy, nàng là một người dám yêu dám hận, nhưng đồng thời lại là một người thích để tâm chuyện vụn vặt. Bây giờ ngươi đi tìm nàng, cho dù nàng có tỉnh lại cũng sẽ chỉ đau đớn hơn thôi. Sau khi trầm tư một lúc, Diệp Quân nói, Từ Nhu tiền bối, tỷ là một cô gái thông minh, vậy nên ta muốn nói với tỷ về tương lai hai vũ trụ của chúng ta. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nói đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, tỷ cảm thấy chân vũ trụ sẽ tiếp tục làm bá chủ được lâu không? Từ Nhu lắc đầu. Diệp Quân gật đầu, hiện giờ chân vũ trụ có vũ trụ kiếp, bên ngoài có chư thiên vạn giới và các vũ trụ lớn, ta cảm thấy nếu các tỷ không thay đổi thì điều chờ đợi các tỷ chỉ có cái chết thôi. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, theo ngươi thì nên làm thế nào? Diệp Quân nhìn Từ Nhu, thay đổi hoàn toàn. Nếu ta là các tỷ... Ta sẽ từ bỏ một số lợi ích hiện có, dung nạp chư thiên vạn giới và các vũ trụ lớn, để mọi người hình thành một quần thể lợi ích, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đương nhiên điều này cần phí khách, hơn nữa khi thực hiện cũng rất khó. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu, ta nói là nếu, chân vũ trụ của ta đồng ý làm như vậy thì ngươi có đồng ý phối hợp với chúng ta không? Diệp Quân gật đầu, nếu để Từ Kính đến nói với ta thì ta sẽ đồng ý. Từ Nhu quay đi, ồ. Diệp Quân nhìn về nơi xa, trong mắt hiện lên gợn sóng, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ về tương lai của vũ trụ quan huyên. Tiêu diệt chân vũ trụ. Nếu các cô váy trắng không ra tay, vũ trụ quan huyên muốn tiêu diệt chân vũ trụ là điều không thể. Tiếp tục đánh. Phải đánh bao nhiêu đời mới xong được? Từ Nhu lại hỏi, vì sao ta không thể bàn được?
Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, giọng điệu rất bình tĩnh. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ ngổn ngang, nhìn Từ Nhu, ta nói thật thì tỷ có để bụng không? Từ Nhu nhìn thẳng vào Diệp Quân, có. Diệp Quân nhún vai, vậy thì thôi không nói nữa. Từ Nhu cười, ta lừa ngươi thôi, ta không để ý đâu, ngươi nói đi. Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, Từ Kính thích ta, nàng ấy sẽ không hại ta, nếu chúng ta ngồi xuống nói chuyện thì không có gì không thể nói, còn tỷ. Từ Nhu cười hỏi, ta làm sao? Diệp Quân trầm giọng, Từ Nhu tiền bối, tỷ quá toan tính, nói chuyện với tỷ luôn phải đề phòng. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Quân nói tiếp, hơn nữa Từ Nhu tỷ chưa bao giờ coi trọng ta thật lòng, người mà tỷ coi trọng không phải Diệp Quân ta mà là các cô váy trắng phía sau ta, Từ Kính thì khác, nàng ấy thích ta, không phải vì cha mẹ của ta, nàng ấy thích con người ta, vậy nên ta nói với nàng ấy sẽ không hại ta. Ta cũng sẽ không hại nàng ấy. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, khẽ nói, ồ. Nói xong nàng ta quay người đi về phía xa, khoảnh khắc quay đi, tầm mắt nàng ta bỗng mơ hồ. Từ Nhu đi trước, Diệp Quân theo sau. Cả hai không ai nói gì nữa. Rất nhanh, hai người đã đi tới một khu rừng rậm, khu rừng này cao ngất tận mây, che mất bầu trời, dường như đã tồn tại mấy chục triệu năm. Sau khi vào khu rừng, ánh sáng lập tức tối đi, xung quanh tràn ngập khí lạnh. Diệp Quân nhìn xung quanh, những cây cổ thụ nối liền san sát, bao phủ khắp mặt đất như một tấm lưới khổng lồ. Diệp Quân hỏi, Từ Nhu tiền bối, đây là đâu? Từ Nhu không nói, chỉ đi thẳng. Diệp Quân nhìn Từ Nhu tiền bối. Từ Nhu vẫn không nói. Diệp Quân không nói nên lời. Cứ như vậy, sau khi hai người đi trong khu rừng một hồi, Diệp Quân không nhịn được lại hỏi tiếp, Từ Nhu tiền bối, chúng ta đi đâu vậy? Từ Nhu vẫn không nói, tiếp tục đi về phía xa. Diệp Quân dừng lại. Xa xa, Từ Nhu cũng dừng bước, sắp đến rồi. Nói xong nàng ta đi về phía xa. Diệp Quân im lặng một lúc lâu rồi đi theo, không lâu sau hắn chợt nhìn về phương xa, cuối tầm mắt là một cây cổ thụ cao ngất, nó là một cây cổ thụ cực lớn, chiếm gần trăm trượng, cao vút chọc trời. Thân cây trong suốt óng ánh như ngọc, đẹp không tả nổi. Nhìn cây ngọc trước mắt, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Từ Nhu tiền bối, đây là gì vậy? Từ Nhu bình thản đáp, đây là cây mà đại tỷ ta từng trồng, tên là chân thụ. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, chân thụ. Từ Nhu gật đầu, dẫn Diệp Quân đi đến dưới gốc cây, nàng ta nhìn cây này dường như nhớ lại chuyện cũ trước đây, đôi mắt long lanh gợn sóng. Hồi lâu sau, Từ Nhu mới khẽ nói, cây này có một tác dụng, đó là sau khi dung hợp với người, nó sẽ tự trở thành đan điền, một đan điền vô hạn, có thể chứa đựng linh khí vô tận. Đan điền thứ hai. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này Từ Nhu bỗng nhắm mắt lại, đặt tay phải lên cây, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ, dần dần chân thụ khẽ rung lên, dường như sống lại. Lúc này một tiểu tinh linh bay ra từ trong chân thụ, nàng ta bay tới trước mặt Từ Nhu. Giọng nói non nớt vang lên trong đầu Từ Nhu, cuối cùng tỷ cũng đến. Từ Nhu nhìn tiểu tinh linh trước mặt, cười khẽ, nói trong lòng, đúng thế. Trò chuyện bằng tâm thức. Tiểu tinh linh nói, tỷ muốn dung hợp với ta sao? Từ Nhu lắc đầu, nhìn Diệp Quân đang rất tò mò bên cạnh, nói trong lòng, ngươi dung hợp với hắn. Hả? Tiểu tinh linh mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu, ta dung hợp với hắn. Từ Nhu gật đầu. Tiểu tinh linh nói, Từ Nhu, ban đầu chủ nhận dặn sau khi tỷ trở nên lớn mạnh thì tới đây dung hợp với ta, ta sẽ giúp tỷ nâng cao thực lực, tỷ muốn giao ta cho hắn ư. Từ Nhu khẽ mỉm cười, đúng thế. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Quân bên cạnh, hắn là người tỷ thích à? Từ Nhu bình tĩnh nói, không, ta ghét hắn. Tiểu tinh linh khó hiểu. Lúc này Diệp Quân bỗng lên tiếng, hai người đang nói gì vậy? Có thể nói ra cho ta nghe với không? Ta đảm bảo không nói cho người ngoài. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, đang bàn cách bẫy ngươi. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Quân, trong mắt tràn đầy tò mò. Lúc này Từ Nhu lại nói nhỏ với tiểu tinh linh vài câu nữa. Tiểu tinh linh chần chừ một lát, cuối cùng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đang định lên tiếng thì lúc này tiểu tinh linh bỗng hóa thành một luồng sáng xanh bay vào đầu mày của hắn. Trong chốc lát, chân thụ đã biến mất.
Diệp Quân mở to hai mắt, cơ thể run lên dữ dội, thật lâu sau hắn từ từ mở mắt ra, quanh người tản ra từng luồng khí thế mạnh mẽ, lúc này cả khu rừng đều sôi trào. Từ Nhu ở bên cạnh nhìn Diệp Quân, không nói gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân cảm thấy trong thức hải có thêm một cái cây. Chân thụ. Diệp Quân sửng sốt, hắn nhìn Từ Nhu, nàng ta nói, chân thụ đã trở thành đan điền thứ hai của ngươi, có cây này về sau ngươi không cần lo lắng chuyện cạn kiệt huyền khí nữa, ngươi có thể chiến đấu liên tục. Đan điền thứ hai. Diệp Quân lưỡng lự, cái cây này rất đáng quý đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, không muốn nợ ta ân huệ à? Đơn giản lắm, đưa cho ta 100 triệu linh nguyên, chúng ta không ai nợ ai. Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn không gian ra, thấy hắn lấy nhẫn ra, ánh mắt Từ Nhu dần trở nên lạnh lùng. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại cất nhẫn không gian đi, hắn lắc đầu, Từ Nhu tiền bối, tỷ đừng lừa ta. Giá trị của chiếc cây này sao có thể mua với giá 100 triệu linh nguyên được? Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân suy nghĩ rồi bảo, Từ Nhu tiền bối, đúng là ta không thích nợ ân huệ của người khác, hay là tỷ nói xem ta có thể giúp tỷ làm được gì, chắc chắn ta sẽ không từ chối. Từ Nhu đáp, không cần. Diệp Quân lắc đầu, vậy ta chỉ có thể trả cây này lại cho tỷ thôi. Nói rồi hắn xòe tay định lấy chân thụ ra, nhưng lúc này Từ Nhu lại bảo, cây này về sau có thể cứu được Từ Kính. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, người giữ lại đi, sau này có thể cứu Từ Kính. Diệp Quân hơi nghi ngờ, thật ư. Từ Nhu quay đi, hờ hững nói, ta chưa bao giờ nói dối. Diệp Quân im lặng. Từ Nhu chợt cười khẩy, ngươi cho rằng ta đang giúp ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta đang tính kế ngươi, sao Từ Nhu ta có thể làm ăn thua lỗ được. Diệp Quân nhìn Từ Nhu tiền bối, ta đi đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Từ Nhu đột nhiên gọi lại, chờ đã. Diệp Quân quay người lại nhìn Từ Nhu với vẻ ngờ vực, nàng ta nói, với thực lực hiện giờ của ngươi, mệnh vận đại đế đã không còn là đối thủ của ngươi nữa, chỉ có một số đại đế đặc thù và một số thần linh vũ trụ đặc thù mới có thể uy hiếp được ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Từ Nhu khẽ nói, đi đi. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, không nói gì nữa nhưng cũng không rời đi. Từ Nhu cười hỏi, có phải ngươi đang nghĩ vì sao ta lại giúp ngươi nâng cao thực lực không? Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quân, vì ta đang lợi dụng ngươi. Diệp Quân trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu, xoay người rời đi, không nói lời nào. Từ Nhu đứng yên lặng ở chỗ cũ, thật lâu không nói gì. Lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh Từ Nhu, người này chính là Từ Thụ. Từ Thụ nhìn nơi cuối tầm mắt phía xa. Nhẹ nhàng nói, đại nguyên đại đạo, chân thụ, Từ Nhu. Từ Nhu lắc đầu, ngắt lời Từ Thụ, chuyện của muội, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách nói sự thật cho hắn. Từ Thụ khẽ lắc đầu, bây giờ hắn đã hận ta lắm rồi. Từ Nhu khẽ nói, người hắn hận là ta. Từ Thụ còn muốn nói gì đó nữa nhưng Từ Nhu đã nhẹ giọng bảo, đi thôi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, sau khi xong việc thì cũng nên rời đi thôi. Nói xong, hai cô gái định rời đi, nhưng lúc này một luồng kiếm quang chợt phóng xuống nơi trước mặt hai người cách đó không xa. Đến vũ trụ quan huyên bàn chuyện hợp tác. Người tới là Diệp Quân đã đi rồi trở lại. Nhìn thấy Diệp Quân quay về, hai cô gái đều sửng sốt. Khi Diệp Quân nhìn thấy Từ Thụ, hắn cũng ngẩn người, hiển nhiên hắn không ngờ nàng ấy lại ở đây. Ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Quân rất tự nhiên rời mắt, sau đó nhìn Từ Nhu. Nghiêm túc nói, Từ Nhu tiền bối, ta muốn nói chuyện với tỷ. Từ Nhu hơi ngạc nhiên, nói gì? Diệp Quân đáp, nói về tương lai của vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ. Từ Nhu nhìn thẳng vào hắn, chẳng phải ngươi chỉ nói với Từ Kính thôi sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, lời ta nói vừa nãy chỉ là lời khi tức giận thôi. Lời khi tức giận. Nghe Diệp Quân nói thế, Từ Nhu ngớ người. Diệp Quân trầm giọng nói, Từ Nhu tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, đúng là ta giận tỷ, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách ta, là tỷ tính kế ta trước, đương nhiên, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Vừa nãy ta đã nghĩ rồi, ta là vua của vũ trụ quan huyên, thực sự không nên hành động theo cảm tính, vì thế nếu tỷ thật sự thành tâm muốn bàn về tương lai của hai vũ trụ thì ta sẵn sàng nói với tỷ.
Từ Nhu đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quân, nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy nên lúc trước ngươi nói chỉ muốn bàn với Từ Kính là để chọc tức ta. Diệp Quân gật đầu, đúng, ta xin lỗi tỷ, đúng là ta hơi nhỏ mọn. Xin lỗi. Nghe câu này của Diệp Quân, Từ Nhu đột nhiên bật cười. Cười rất vui vẻ. Diệp Quân nghiêm túc nói, Từ Nhu tiền bối, ý tỷ là. Từ Nhu cười ngọt ngào, nói đi, nhưng ngươi không sợ ta tính kế hãm hại ngươi à? Diệp Quân đáp, ta sẽ đề phòng tỷ. Nghe câu này của Diệp Quân, Từ Nhu bật cười khúc khích. Diệp Quân nhìn Từ Nhu cười tươi như hoa trước mặt mà lòng cảm thán, lòng dạ nữ nhân như mỏ kim đáy bể. Sau khi cười một hồi, Từ Nhu nhìn Diệp Quân, đến chân vũ trụ nói nhé. Diệp Quân lại bảo, đến vũ trụ quan huyên nói đi. Từ Nhu đồng ý, được. Nói rồi nàng ta nhìn Từ Thụ bên cạnh, ta đưa Từ Thụ theo được không? Diệp Quân gật đầu, tùy tỷ. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Một lúc sau, ba người rời khỏi nơi đây, đi đến vũ trụ quan huyên. Trong thần điện hư chân có một chiếc bàn lớn, Từ Nhu và Từ Thụ ngồi bên trái, Diệp Quân, Nạp Lan Ca cùng với Mộ Niệm Niệm và nhóm Lý Bán Chi ngồi ở bên phải. Bàn bạc. Đối với sự xuất hiện của hai người này, phía Mộ Niệm Niệm cũng hơi bất ngờ. Nạp Lan Ca nhìn hai cô gái trước mặt rồi lại nhìn Diệp Quân bên cạnh, không lên tiếng. Lúc này, Từ Nhu đặt một quyển trục tới trước mặt mọi người, đây là kế hoạch của ta, chân vũ trụ đã thực hiện rồi, mọi người xem đi. Mọi người dùng thần thức lướt qua quyển trục, rất nhanh, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm nghị. Diệp Quân cũng hơi sốc, bởi vì kế hoạch của Từ Nhu thậm chí còn táo bạo hơn suy nghĩ của hắn đưa ra lúc trước. Mộ Niệm Niệm bỗng ngẩng đầu nhìn Từ Nhu tiền bối, các tỷ nghiêm túc chứ? Từ Nhu gật đầu. Mộ Niệm Niệm nhìn Từ Nhu chăm chú, không nói gì, trong lòng vẫn còn sốc. Bà cũng bị kế hoạch này làm cho sửng sốt, bởi vì nếu thật sự tiến hành, làm không tốt chân vũ trụ sẽ nội loạn, nhưng về lâu dài, chân vũ trụ sau này chắc chắn sẽ trở nên lớn mạnh. Cô gái trước mắt này định phá lập. Phá trước rồi lập lại. Đương nhiên kế hoạch này cũng là một chuyện tốt với vũ trụ quan huyên, nhưng với vũ trụ quan huyên thì cũng có nguy cơ. Nguy cơ là nếu sau này vũ trụ quan huyên không đủ xuất sắc thì có thể sẽ bị chân vũ trụ từ từ nuốt chừng. Không chỉ vũ trụ quan huyên mà chư thiên vạn giới cũng vậy. Trong điện, nhóm Diệp Quân đều nghĩ tới điều này, tất cả đều im lặng. Từ Nhu nhìn đám đông, cũng không nói gì. Mộ Niệm Niệm lên tiếng trước, Từ Nhu cô nương, ta có thể hỏi cô vì sao đột nhiên lại muốn làm thế này không? Từ Nhu cười đáp, chân vũ trụ muốn kết bạn với vũ trụ quan huyên. Mộ Niệm Niệm nhìn Từ Nhu, thực lực của chân vũ trụ vượt xa vũ trụ quan huyên của chúng ta, vì sao phải kết bạn? Từ Nhu lắc đầu, Niệm Niệm cô nương cứ nói đùa. Các cô có tứ kiếm, làm sao chúng ta có thể đánh bại các cô được? Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu, cô trốn trong tiểu tháp chắc là có hai mục đích, một là muốn xem thực lực thật sự của mấy người bọn họ, hai là muốn tìm cho chân vũ trụ một con đường mới. Từ Nhu khẽ mỉm cười, Niệm Niệm cô nương thật thông minh. Mộ Niệm Niệm nhìn quyển trục trên bàn rồi bảo, Từ Nhu cô nương, nếu vũ trụ quan huyên đồng ý với điều kiện của cô, ta tin là mấy trăm năm sau thế gian sẽ không còn vũ trụ quan huyên nữa mà chỉ còn lại chân vũ trụ. Đương nhiên kế hoạch này của cô rất tuyệt vời, trước mặt thì đều có lợi cho cả hai vũ trụ, nhưng ta muốn nói với cô về một số. Từ Nhu bỗng dùng huyền khí truyền âm cho Mộ Niệm Niệm. Không biết Mộ Niệm Niệm nghe thấy gì mà con ngươi chợt co rụt lại, bà nhìn Từ Thụ bên cạnh, im lặng hồi lâu, được, không cần bàn nữa. Vũ trụ quan huyên sẽ toàn lực phối hợp với các cô. Mọi người đều sững sờ. Không cần bàn nữa. Phía Diệp Quân đều cực kỳ kinh ngạc, Từ Nhu và Mộ Niệm Niệm đã nói những gì. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ liếc nhìn Từ Thụ bên cạnh lần nữa. Đương nhiên nhóm Diệp Quân cũng không hỏi, bởi họ tin Mộ Niệm Niệm. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên đứng dậy, nhìn Diệp Quân nói, chúng ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Nói chuyện riêng. Nghe thấy lời này của Từ Nhu, phía Mộ Niệm Niệm đứng dậy rồi bước ra ngoài. Nạp Lan Ca nhìn Từ Nhu và Từ Thụ với vẻ mặt hơi buồn bã, đang định rời đi thì Diệp Quân nắm lấy tay cô, hắn nhìn cô, chúng ta là phu thê một lòng, có chuyện gì thì nên cùng nhau đối mặt.
Nghe thấy Diệp Quân nói thế, lòng Nạp Lan Ca ngọt ngào, sự không vui vừa nãy cũng biến mất không còn dấu vết. Cô nắm ngược lại tay Diệp Quân, lườm hắn rồi cười bảo, muội là người hẹp hòi thế à? Hai cô nương này muốn nói chuyện riêng với huynh thì chắc chắn là có chuyện gì đó, huynh nói với hai cô ấy đi. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Trong điện chỉ còn lại ba người phía Diệp Quân. Từ Nhu nhìn Diệp Quân chỉ cười chứ không nói. Từ Thụ cũng đang nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bị hai người nhìn hơi mất tự nhiên, Từ Nhu tiền bối, có chuyện gì tỷ cứ nói thẳng luôn đi. Từ Nhu cười bảo, hai người nói đi. Nói xong nàng ta đứng dậy đi sang một bên cầm một số tấu chương của Vũ Trụ Quan Huyên lên xem, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Diệp Quân và Từ Thụ. Diệp Quân nhìn Từ Thụ trước mặt, trầm mặc không nói. Nói? Nói gì? Hắn không có gì để nói. Bởi vì, người trước mặt không phải Bát Huyền, mà là Từ Thụ. Nghĩ đến đây, Diệp Quân đã thông suốt, hắn nhìn Từ Thụ cười hỏi, Từ Thụ cô nương muốn nói gì với ta thế? Từ Thụ. Nghe thấy cách gọi này của Diệp Quân, Từ Thụ hơi giật mình, nhìn hắn đang tươi cười trước mặt mình, trong lòng nàng ta chợt dâng lên nỗi chua xót. Diệp Quân rất khách sáo, rất lịch sự, nhưng nàng ta lại thấy vô cùng xa lạ. Từ Thụ thở dài trong lòng, nàng ta biết người đàn ông trước mặt và mình hiện giờ không có gì để nói. Diệp Quân đột nhiên hỏi, Từ Thụ cô nương, Bát Huyền. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc nói, nàng ta có còn xuất hiện nữa không? Khi hỏi ra câu này, hai tay hắn chợt nắm chặt lại, hơi thấp thỏm và sợ hãi. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, Diệp công tử muốn nàng xuất hiện. Diệp Quân gật đầu. Từ Thụ bình tĩnh nói, sẽ không xuất hiện nữa. Diệp Quân hơi cúi đầu, người run lên. Từ Thụ đột nhiên cười, đương nhiên, ta có cách để nàng ta xuất hiện. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, nếu ta vui thì nàng ta sẽ xuất hiện. Diệp Quân cau mày, là thế nào? Từ Thụ cười đáp, nếu ta muốn tạm thời phong ấn ký ức kiếp này, sử dụng tiếp ký ức kiếp đó của Bát Huyền thì Bát Huyền của ngươi sẽ xuất hiện. Diệp Quân trầm giọng, có thể làm vậy được hả? Từ Thụ gật đầu, có thể, đương nhiên là ta phải vui. Diệp Quân nhìn Từ Thụ, phải làm thế nào thì cô mới vui? Từ Thụ nhún vai, không biết, phải phụ thuộc vào ngươi thôi. Diệp Quân cạn lời, cô đang chơi ta đấy à? Ta phải làm thế nào thì cô mới vui? Viết sách vàng cho cô à? Hắn biết ba tỷ muội này đều thích những quyển sách cổ có màu, hơn nữa càng vàng càng thích. Nhìn Diệp Quân không nói nên lời, ý cười trên mặt Từ Thụ càng rõ hơn, hai ngày nữa ta sẽ đến hệ Ngân Hà, thời gian này ta muốn đến một nơi, ngươi đi với ta đi. Diệp Quân vừa định từ chối thì Từ Thụ lại nói, khi ta đi, ta có thể cho ngươi gặp Bát Huyền của ngươi. Diệp Quân lập tức nói, thật chứ? Từ Thụ gật đầu, thông thường ta đều không nói dối. Diệp Quân trầm mặc một hồi mới đáp được. Từ Thụ nhìn hắn, cười bảo, đi thôi. Nói xong nàng ta đứng dậy nắm tay Diệp Quân biến mất tại chỗ. Trong điện, Từ Nhu im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài, mình cứ hay làm mấy vụ làm ăn lỗ vốn. Nói rồi nàng ta cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong lòng bàn tay có một ấn lô kiếp màu đỏ sậm. Từ Nhu khẽ cười, nhẹ nhàng nói, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Từ Thụ đưa Diệp Quân đến một vùng thảo nguyên mênh mông vô biên, ở cuối tầm nhìn có bò dê thành đàn, hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, vô cùng tráng lệ. Trời xanh, mây trắng, thảo nguyên. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn Từ Thụ bên cạnh, Từ Thụ đột nhiên nằm xuống đất, dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ đại, phải nói rằng tư thế này thật sự hơi quyến rũ. Hôm nay Từ Thụ mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt. Nàng ta không chỉ có dáng người xuất sắc mà còn có dung mạo hiếm có trên đời, lúc này nàng ta hai mắt hơi nhắm lại, tham lam hít thở, trên mặt là vẻ mê đắm. Lúc này Từ Thụ bỗng mở mắt, nhìn Diệp Quân, vỗ tay vào vị trí bên phải mình. Diệp Quân do dự. Từ Thụ cười bảo, ta có thể ăn được ngươi chắc. Diệp Quân vẫn không nhúc nhích. Từ Thụ nhìn thẳng vào Diệp Quân, lát nữa ta đưa ngươi đi gặp Bát Huyền. Diệp Quân không còn do dự nữa, nằm xuống bên cạnh Từ Thụ. Từ Thụ nhìn bầu trời trong xanh, trong vắt, nhẹ nhàng nói, ta rất thích nơi này, bởi vì thảo nguyên rộng lớn, có thể chứa được mọi thứ.
Diệp Quân nhìn trời xanh, lòng hắn lúc này vô cùng yên bình, dường như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, Tử Thụ cô nương, cô hận đại tỷ của cô không? Tử Thụ im lặng. Diệp Quân nói, lúc trước Tử Nhu nói ba tỷ muội các cô từng có mâu thuẫn với đại tỷ của các cô, đúng không? Tử Thụ gật đầu, đúng, năm đó chúng ta cãi nhau, cãi xong thì đại tỷ rời đi. Từ đó về sau tỷ ấy không còn xuất hiện nữa. Diệp Quân nhẹ nhàng hỏi, có thể nói ta nghe không? Tử Thụ quay đầu nhìn Diệp Quân, người muốn nghe à? Diệp Quân gật đầu. Tử Thụ khẽ mỉm cười, kể, bởi vì một số chuyện mà chúng ta bất đồng ý kiến với đại tỷ, nhưng tỷ ấy khăng khăng với quyết định của mình, vì thế bốn tỷ muội chúng ta cãi nhau rất lâu, cũng nói rất nhiều lời tổn thương nhau. Người biết đấy, khi tức giận thì lời gì cũng nói ra được. Nói rồi nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt bỗng dâng lên làn sương mù, bây giờ nghĩ lại chắc chắn khi đó tỷ ấy rất đau lòng, nếu không cũng không bao nhiêu năm không gặp chúng ta. Diệp Quân hơi tò mò, cãi nhau vì chuyện gì vậy? Tử Thụ khẽ lắc đầu, không nói. Diệp Quân đổi câu hỏi, bây giờ cô không còn hận nàng ta nữa đúng không? Tử Thụ nói, cãi xong chúng ta đều hối hận, chúng ta đều muốn giúp đại tỷ, cùng tỷ ấy chống lại vũ trụ kiếp, nhưng thực lực của chúng ta không đủ. Vì thế ba tỷ muội chúng ta bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nói đến đây, nàng ta ngửa đầu nhìn trời, khẽ nói, nhưng dù chúng ta có tu luyện thế nào cũng chẳng bằng được đại tỷ, cũng không thể cùng tỷ ấy chống lại vũ trụ kiếp. Diệp Quân không vui nói, vậy nên các cô mới có ý đồ với ta. Tử Thụ quay đầu nhìn Diệp Quân, cười ngọt ngào đáp đúng. Rất thẳng thắn. Diệp Quân im lặng, vẻ mặt khá khó coi. Tử Thụ cười, khi đó chúng ta là kẻ thù, hãm hại ngươi chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Quân khẽ gật đầu, bây giờ chúng ta cũng vẫn là kẻ thù. Tử Thụ chợt nắm tay Diệp Quân, nhìn ta đi. Diệp Quân quay đầu nhìn Tử Thụ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế đến ngạt thở trước mặt, tim hắn đột ngột đập nhanh, hắn vừa mới quay đầu thì bị Tử Thụ ngăn lại, hai người kề sát nhau, lúc này đều có thể ngửi thấy hơi thở của nhau. Diệp Quân run rẩy hỏi, cô, làm gì vậy? Tử Thụ nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta ngủ với ngươi, ngươi rất thiệt thòi à? Diệp Quân nghẹn họng. Tử Thụ lại nói, ta nhớ khi đó ta không hề ép buộc ngươi, ngươi còn rất chủ động nữa. Nói rồi mặt nàng ta hơi đỏ lên. Diệp Quân khẽ thở dài, Tử Thụ cô nương, Diệp Quân ta không phải người được lợi là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngủ với cô đúng là ta không thiệt, nhưng ta không thích như vậy. Bởi vì cô ngủ với ta là vì toan tính. Tử Thụ đột nhiên hỏi, ta toan tính người điều gì? Diệp Quân không nói nên lời, toan tính hắn điều gì? Thật ra hắn cũng muốn biết. Tử Thụ đột nhiên nằm lên cánh tay Diệp Quân, cảm nhận được sự mềm mại bên cạnh, cơ thể Diệp Quân lập tức cứng đờ, hắn định đẩy Tử Thụ ra, nhưng nàng ta lại bảo, để ta sờ mó ngươi một tí đi, lát nữa ngươi có thể thoải mái sờ lại bát huyền, không lỗ đâu. Diệp Quân im lặng. Tử Thụ đột nhiên hỏi, Bát Huyền và Từ Kính, ngươi thích ai hơn? Diệp Quân im lặng một hồi, sau đó nói, ta đều thích. Tử Thụ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cười nửa miệng, ngươi đều thích. Diệp Quân gật đầu, ta đều thích. Tử Thụ cười, ngươi không cảm thấy mình quá trăng hoa à? Thích một lúc bao nhiêu cô gái liền? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là do di truyền. Đều tại cha và ông nội ta quá trăng hoa. Tử Thụ nhìn Diệp Quân, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị đánh. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói, ta cũng cảm thấy mình trăng hoa, nhưng dù là Bát Huyền hay Từ Kính, ta đều rất thích, nếu bỏ bất kỳ ai trong số họ, lương tâm ta đều bất an. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Tử Thụ, nếu chỉ có thể chọn một người, cô muốn ta chọn ai? Tử Thụ nhìn lên bầu trời. Bình tĩnh nói, đó là việc của ngươi. Diệp Quân đột nhiên nói, ta muốn sinh một đứa con trai. Tử Thụ sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Quân bên cạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hoảng loạn, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Lúc này, Diệp Quân lại nói, sinh con trai xong để nó kế thừa vũ trụ quan huyên, còn ta thì đi hưởng thụ. Ha ha! Tử Thụ bật cười, ngươi đang oán trách cha ngươi đấy à? Diệp Quân khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, ta thật sự rất mệt mỏi, từ trước tới nay ta không ngừng bị thân phận và trách nhiệm thúc đẩy, ta là thiếu chủ của vũ trụ quan huyên, vì thế ta phải bảo vệ vũ trụ quan huyên.
Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vô tận, nhẹ giọng nói, thật ra ta cũng rất thích nơi này không chỉ có thể chứa đựng mọi thứ, còn có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, bởi vì ở đây, không có trách nhiệm, không có kẻ thù và không có tính toán. Tử Thụ nhìn Diệp Quân trước mặt, nhìn một hồi nàng ta ấy hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân nhẹ giọng nói tiếp, mọi người đều nói với ta rằng ta nên làm gì, ta không nên làm gì, nhưng chưa bao giờ có ai hỏi ta muốn làm gì. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, chuyện của Tử Kính khiến ta hiểu ra bản thân mình muốn gì, bắt đầu từ hôm nay còn ai dám ỉ mạnh hiếp bắt nạt ta nữa, dám làm tổn thương người ta yêu nữa, ta nhất định khiến cho kẻ đó hiểu thế nào là vua dựa dẫm. Một tiếng cô cô, thiên hạ vô địch, trên thảo nguyên bát ngát, trời cao xanh thẳm và trong vắt, không một gợn mây. Hai người lẳng lặng nằm dài. Diệp Quân ngắm trời xanh thăm thẳm, khẽ cười, thực ra, nếu được lựa chọn, ta sẽ không muốn nhận tổ quy tông sớm như vậy. Một mình xông pha ngoài thế giới thật sự không dễ dàng gì, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều trách nhiệm như bây giờ. Nói đoạn, hắn lại lắc đầu, ta có dự cảm rằng, Vĩnh Sinh Đại Đế chết rồi, nhất định sẽ lại có đối thủ mạnh hơn nữa xuất hiện, mệt mỏi quá. Tử Thụ cười nhẹ, nếu được lựa chọn, liệu ngươi có chọn có được một gia thế xuất thân mạnh như vậy không? Diệp Quân bất chợt quay đầu nhìn về phía Tử Thụ, lúc ở suối nước nóng, cô đã khôi phục toàn bộ ký ức, hoặc tối thiểu thì cũng là một bộ phận ký ức rồi, đúng không? Tử Thụ chỉ im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười cười, nếu ta không phải là con của kiếm chủ nhân gian, sau lưng cũng không có ba kiếm vô địch thì cô có làm như vậy không? Tử Thụ vẫn chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt lại, Tử Thụ cô nương, cô không cần diễn kịch trước mặt ta đâu, Diệp Quân ta đây luôn tự biết mình, ai thích ta, ai muốn lợi dụng ta, ta đều hiểu rõ. Ta vẫn luôn nói, ta tin rằng Bát Huyền thật lòng thích ta, còn về phần cô không phải Bát Huyền, cô là Tử Thụ. Tử Thụ trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói, ta đã hiểu vì sao ngươi lại thích Tử Kính cùng Bát Huyền đến thế. Bởi vì hai người bọn họ từ trước tới nay chỉ coi ngươi là Diệp Quân mà không phải là thiếu chủ của vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nhẹ nhàng cười, nói ra thì đúng là có hơi lập dị. Ta có một thân thế vô địch, thế gian biết bao người ao ước được như ta, ta lại còn ở đây mà oán giận, thật đúng không rất không biết điều. Nói đến đó, hắn hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục, một khi đặt chân trên con đường tu đạo này là sẽ không còn đường lui, chỉ có thể thẳng tiến. Không thể ngoái lại, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ có một ngày, ta có thể đi tới độ cao ngang cha và cô mình. Tâm thái của Diệp Quân rất thoải mái, đối với hắn, cuộc sống có khó khăn, áp lực có lớn, thỉnh thoảng phàn nàn vài câu coi như xả tâm tình cũng không sao. Nhưng sau khi phàn nàn than thở, vẫn phải tiếp tục cố gắng bước tới. Vì trách nhiệm, mỗi người trên thế gian đều có trách nhiệm của mình, mỗi người đều phải ra sức phấn đấu. Diệp Quân hắn đây gặp nhiều gian khổ, nhưng đâu thiếu người còn gian nan hơn hắn. Diệp Quân lắc đầu cười, thực ra ta cũng từng muốn buông bỏ, thảnh thơi hưởng thụ, làm một gã con cháu nhà quyền thế thật sự. Tử Thụ nhìn Diệp Quân, ngạc nhiên, vì sao ngươi không làm thế? Diệp Quân lắc đầu, thỉnh thoảng thảnh thơi hưởng thụ còn được, cả đời thảnh thơi thì sống còn có nghĩa lý gì? Hơn nữa, ta hy vọng có một ngày ta sẽ mạnh hơn Tử Kính, khi đó ta sẽ bảo vệ tỷ ấy, thay tỷ ấy gánh vác gian nan. Tử Thụ nhìn Diệp Quân, người thật sự thích Tử Kính. Diệp Quân gật đầu. Ồ. Tử Thụ ồ một tiếng rồi cúi đầu, không nói gì thêm. Diệp Quân bất chợt quay đầu nhìn Tử Thụ, nghiêm túc nói, Tử Thụ cô nương, ta cũng không biết phải làm thế nào cho cô vui vẻ, ta chỉ muốn gặp Bát Huyền một lần, cô có thể để ta gặp muội ấy được không? Tử Thụ lặng lẽ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân chân thành nói, xin nhờ cô đó. Trầm mặc hồi lâu, Tử Thụ cười nhẹ, người rất muốn gặp Bát Huyền. Diệp Quân gật đầu. Tử Thụ bèn nói, vậy ngươi làm một bữa cơm cho ta đi. Diệp Quân sửng sốt. Tử Thụ cười hỏi, không được sao? Diệp Quân đáp ngay, được. Nói đoạn, hắn quay sang nhìn bầy dê nơi xa. Lát sau, Diệp Quân đã bắt đầu nướng dê. Không bao lâu, con dê đã được nướng vàng ruộng. Óng mỡ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tuy người tu luyện không cần ăn nhưng vẫn có thể lựa chọn ăn uống như người thường, điều này tùy vào mong muốn của từng người. Diệp Quân rắc thêm gia vị lên rồi xé một chiếc đùi dê đưa cho Tử Thụ,
Từ Thụ nhìn hắn, nhận đùi dê, bắt đầu gặm. Nàng ta ăn rất nhanh, như là đã đói bụng thật lâu. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, thoáng nở một nụ cười, vào thời khắc này, hắn như thấy được bát huyền của hắn trước kia. Nhìn bát huyền ăn đến lem đầy mỡ dê trên miệng, hắn đứng lên, bước sang bên cạnh nàng ta, kéo ống tay áo nhẹ nhàng lau vết mỡ lem, dịu dàng nói ăn từ từ thôi, không ai tranh với muội đâu. Từ Thụ đột nhiên buông đùi dê xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Quân vô thức lùi lại. Hắn vừa nhớ ra, người trước mắt mình là Từ Thụ, không phải bát huyền. Diệp Quân thoáng xấu hổ. Từ Thụ lại chợt nhoẻn cười, muốn gặp bát huyền không? Diệp Quân gật đầu. Từ Thụ nói, nhắm mắt lại. Diệp Quân nghi hoặc nhìn nàng ta. Từ Thụ bình thản bảo, có còn muốn gặp không? Diệp Quân do dự giây lát rồi nhắm mắt lại, hồi lâu sau, chợt cảm thấy có điều không ổn, đang định mở mắt nhìn thì hắn lại ngửi thấy một mùi thơm phất tới, giây lát sau, hắn cảm thấy môi mình bị một đôi môi mềm áp vào. Diệp Quân mở bừng mắt, gần trong gang tấc chính là Từ Thụ. Nàng ta cưỡng hôn mình. Quái quỷ gì vậy? Diệp Quân trợn to mắt, đang định phản kháng thì một sức mạnh đáng sợ đã bao phủ lấy hắn. Diệp Quân bối rối ra mặt. Cô còn dùng sức mạnh uy hiếp ta à? Hắn phản kháng một chút lấy lệ, thấy không hiệu quả liền bỏ cuộc. Không phản kháng được thì hưởng thụ đi. Đôi môi đó thật mềm mại. Tới đây, quả thật ta không dám viết nhiều thêm nữa. Không biết đã qua bao lâu, Từ Thụ đột ngột buông Diệp Quân ra, sắc mặt nàng ta ửng đỏ, ánh mắt sóng sánh tình tứ, đẹp không sao tả xiết. Diệp Quân nhìn nàng ta mê mẩn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Hắn đang định nói gì thì Từ Thụ đã cười bảo, vĩnh biệt. Nói xong, nàng ta quay người rời đi, thân thể trở nên mờ nhạt. Diệp Quân vô thức hỏi, bát huyền, đâu? Từ Thụ quay đầu liếc nhìn hắn, nước mắt lăn dài, cười nhẹ một tiếng, huynh thật ngốc. Nói đoạn, nàng ta đã biến mất. Diệp Quân ngẩn người. Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn có cảm giác mình vừa bị người ta đùa bỡn. Lát sau, Diệp Quân lắc đầu. Cũng quay người rời khỏi đó. Vừa về đến vũ trụ quan huyên, Mộ Niệm Niệm đã xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Quân vội chào, dì Mộ. Mộ Niệm Niệm gật đầu, có việc này, Từ Nhu bảo ta đừng nói cho con, nhưng ta thấy cần thiết phải thông báo với con. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân, biết vì sao trước đó ta lại đồng ý với điều kiện của Từ Nhu không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Nhưng con tin vào dì Mộ. Mộ Niệm Niệm cười nhẹ, nói, vị Từ Thụ cô nương kia có thai rồi. Có thai. Nghe vậy, Diệp Quân chết sững tại chỗ như bị sét đánh trúng đầu, hai mắt trợn to, giọng run rẩy, dì Mộ. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, là của con. Diệp Quân lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm, điều đó, không thể nào. Mộ Niệm Niệm khẽ thở dài, đúng là của con đấy. Diệp Quân vẫn không sao tin nổi, nhưng Mộ Niệm Niệm lại nói, với cả, nàng ta là bát huyền. Con người Diệp Quân có rút lại, dì Mộ, dì nói thế là có ý gì? Mộ Niệm Niệm thở dài, nói khẽ ngốc, chân vô ngã là người thế nào cơ chứ? Năm ấy, ngay cả cha con, nàng ta cũng chẳng để vào mắt, nàng ta lại đi hy sinh thân thể để mê hoặc con. Sao có thể như thế? Nàng ta ở bên con là bởi khi đó nàng ta còn là bát huyền, nàng ta không muốn quên con. Chuyện nàng ta vì con mà đối đầu với chấp kiếm nhân là thật, nàng ta cũng thật sự rung động với con, tự sát cũng là chuyện thật, chỉ có điều, khi ấy nàng ta được Từ Nhu cứu lại. Sau khi được cứu, nàng ta mới biết mình đã có thai. Diệp Quân đã đờ đẫn cả người. Mộ Niệm Niệm lại nói, nàng ta lựa chọn đứng về phía Từ Nhu. Hỗ trợ Từ Nhu là bởi Từ Nhu đã hứa với nàng ta rằng sẽ không hại con, đồng thời, muốn dốc hết sức giải quyết mối ân oán giữa hai vũ trụ, nàng ta cần phải đứng về phe Từ Nhu, lần này, bọn họ muốn tới hệ Ngân Hà để gặp chân thần một lần cuối, sau đó, có lẽ bọn họ sẽ phải làm chuyện gì đó. Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất khỏi đó. Mộ Niệm Niệm đứng đó nhìn theo, ánh mắt đầy phức tạp, lặng lẽ thở dài. Mang thai. Chuyện đó có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là truyền thuyết về nhà họ Dương, có lẽ sẽ biến thành sự thật ở thế hệ của Diệp Quân.
Diệp Quân đi thẳng tới chân vũ trụ, dọc đường đi không gặp bất kỳ cản trở nào, hắn nhanh chóng tới được chân thần điện. Vừa muốn đi vào chân thần điện, tả tướng đã đứng ra ngăn hắn lại. Diệp Quân nhìn tả tướng, ta muốn gặp Từ Nhu và Từ Thụ. Tả tướng lắc đầu, đã đi cả rồi. Diệp Quân nheo mắt, tới hệ Ngân Hà. Tả tướng gật đầu, phải. Diệp Quân quay đầu định rời khỏi đó, nhưng tả tướng đã gọi lại, Diệp công tử, xin chờ chút. Diệp Quân xoay người lại nhìn tả tướng trầm giọng, xin nhờ Diệp công tử, đưa họ trở về. Diệp Quân híp mắt, bà nói thế là có ý gì? Tả tướng khẽ lắc đầu, trước đây không lâu, Từ Nhu đã giao lại mọi việc cùng với kế hoạch về tương lai của chân vũ trụ cho ta. Thái độ khi ấy của Từ Nhu khiến ta cảm thấy, như là đang sắp xếp hậu sự. Sắp xếp hậu sự. Diệp Quân sững sờ. Tả tướng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết, hai người họ nhất định đang muốn làm chuyện gì đó. Thêm nữa, Từ Nhu còn để lại một pháp chỉ, cậu có biết nội dung pháp chỉ là gì không? Diệp Quân lắc đầu. Tả tướng nhìn hắn, gằn giọng, 3 năm sau, thần chủ sẽ xuất hiện, khi đó, chân vũ trụ chúng ta cần dốc toàn lực phó tá thần chủ. Thần chủ. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được mục đích của Từ Nhu. Muốn con trai hắn kế thừa chân vũ trụ. Mẹ kiếp. Sau đó, vũ trụ quan huyên đánh với chân vũ trụ. Cha con đối đầu. Nếu là như thế, chưa chắc cha và ông nội sẽ đứng về phía mình. Chớ nói cha và ông, chỉ sợ ngay cả An Tiền Bối và những người khác cũng sẽ không xen vào chuyện này. Diệp Quân tức điên. Vô cùng. Vô cùng giận dữ. Người phụ nữ này thật khiến người ta tức chết đi được. Diệp Quân hít sâu một hơi, quay đầu rời đi. Tả tướng lại nói, Diệp công tử, Từ Nhu có nhờ ta nói với cậu một câu, nàng ta nói, nàng ta quả thực đã tính kế với cậu, nhưng nàng ta chưa bao giờ có ý định hại cậu, chưa bao giờ. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu rồi hóa thành luồng kiếm quang, bay về phương xa. Tả tướng đứng đó nhìn theo, khe khẽ thở dài. Diệp Quân trở lại vũ trụ quan huyên, trong điện, Mộ Niệm Niệm vẫn ở đó, bà ấy nhìn Diệp Quân, hỏi, định đi sang hệ Ngân Hà. Diệp Quân gật đầu. Thực tế, hắn đang khá hốt hoảng, bởi vì hắn không biết Từ Nhu và Từ Thụ định làm gì. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cũng nên tới hệ Ngân Hà một chuyến. Ngân Hà Tông cũng là một thế lực của nhà con, tỷ tỷ con không có ý định kế thừa Ngân Hà Tông, Dương Liêm Sương lại muốn nghỉ hưu rồi, cho nên... Lần này con qua đó thì tiện thể thu hồi Ngân Hà Tông đi. Diệp Quân trầm mặc. Hiện giờ hắn không có hứng thú gì với Ngân Hà Tông, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Từ Nhu và Từ Thụ. Mộ Niệm Niệm nói, qua từ biệt tiểu ca cùng mọi người đi. Diệp Quân thoáng do dự. Mộ Niệm Niệm cười nói, chuyện riêng của con phải tự xử lý. Nói xong, bà ấy quay đầu rời đi. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu rồi mới nhấc chân đi tới phòng Nạp Lan Ca. Trông thấy Diệp Quân, Nạp Lan Ca đứng lên, bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang hông hắn, khẽ nói, đã về rồi. Diệp Quân cũng vòng tay ôm eo Nạp Lan Ca, nói nhỏ, tiểu ca, huynh cần tới hệ Ngân Hà một chuyến. Nạp Lan Ca chỉ nói khẽ ừm. Do dự một chút, Diệp Quân mới tiếp tục, tiểu ca, huynh muốn nói cho muội biết tất cả mọi chuyện. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói ra sự thật, bởi vì hắn không muốn lừa dối Nạp Lan Ca. Diệp Quân đang định bắt đầu thì Nạp Lan Ca đã ngắt lời hắn, không cần nói đến những điều đó. Diệp Quân khăng khăng, huynh nhất định phải. Nạp Lan Ca đột nhiên đặt hai ngón tay lên môi hắn, cô nhoẻn cười, đi sớm về sớm nhé. Nói xong, cô lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đặt vào tay Diệp Quân, dịu dàng bảo, muội sẽ trông nom thư viện cùng Tiên Bảo Các. Huynh không cần lo lắng. Tới hệ Ngân Hà cần phải cẩn thận chút, bởi vì hai vị cô nương kia tới đó là để gặp chân thần, nếu như gặp chân thần, đánh không lại phải nhớ gọi người lớn, đừng có ngại ngùng quá, muội không hy vọng huynh nhất định phải thành người vô địch, muội chỉ mong huynh có thể sống tốt. Viện tường mà đi, có thể sống tốt. Diệp Quân ôm chặt lấy cô gái trong lòng, cảm động vô vàn. Nạp Lan Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nói, tới hệ Ngân Hà, chớ lại trêu chọc cô nương nào nữa nhé. Diệp Quân cứng người. Nạp Lan Ca nhẹ nhàng nói, con người huynh ấy,
tuy không dẻo miệng ba hoa nhưng lại có sức hấp dẫn cực lớn với nữ giới, mà có những cô gái, một khi đã rung động lại không nhận được hồi đáp, nhẹ thì lỡ dở một đời, nặng thì vì tình mà sinh hận, hơn nữa. Nói đến đây, cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, muội cũng không phải là không biết ghen. Diệp Quân ôm chặt lấy Nạp Lan Ca, hôn lên tóc cô, dịu dàng nói, chúng ta sinh một đứa đi. Hắn vừa dứt lời, Nạp Lan Ca vốn đang lã chã rơi lệ đã lập tức đỏ bừng mặt mũi, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Nạp Lan Ca, lòng Diệp Quân chợt trào dâng vô vàn tình cảm, hắn cúi đầu hôn cô. 36 tư thế, xin tự hình dung. 3 ngày sau, Diệp Quân rời phòng Nạp Lan Ca, mặc dù hiện nay thân thể đã cực kỳ sung mãn nhưng vẫn phải viện tường mà đi. Có một số việc không thể không làm, lại càng không thể làm nhiều. Rời khỏi phòng Nạp Lan Ca, Diệp Quân định tới thăm Diệp Khải, nhưng lại được cho hay Diệp Khải đã tới Thành Chân Quân, cho nên đành thôi. Thành Chân Quân, Chân Vũ Trụ kể cũng nhanh nhẹn thật, chỉ mới một thời gian ngắn mà Thành Chân Quân đã được xây dựng xong, không chỉ có thế. Vì Chân Vũ Trụ đưa ra cực nhiều lợi ích nên chư thiên vạn giới cùng các đại vũ trụ đều bắt đầu tiến vào Thành Chân Quân ở, ngay cả những tông môn thế gia của Chân Vũ Trụ cũng không kìm lòng được, lựa chọn rời nơi ở cũ, đi vào Thành Chân Quân. Đương nhiên, ngay từ đầu, nội bộ Chân Vũ Trụ có rất nhiều tiếng nói phản đối, nhưng đều bị phe tả tướng đè xuống. Mặc dù bên trong Chân Vũ Trụ vẫn có người phản đối nhưng giới lãnh đạo cao nhất của Chân Vũ Trụ lại vô cùng đoàn kết nhất trí, vì thế người bên dưới cũng không dám công khai phản đối, chỉ có thể âm thầm quấy rối sau lưng. Vũ trụ Quan Huyên cũng đang phối hợp với Chân Vũ Trụ, có hai vũ trụ hợp tác, kế hoạch của Từ Nhu tiến triển cực kỳ thuận lợi. Dĩ nhiên, thái độ đối địch không thể tiêu tan nhanh như vậy, hơn nữa, thế hệ trẻ của hai vũ trụ vẫn giữ thái độ căng thẳng, cạnh tranh quyết liệt. Vì trong Thành Chân Quân, hàng năm đều tổ chức một cuộc thi, đây chính là chiến trường giữa vũ trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ. Hoặc nói đúng hơn, đây là chiến trường của toàn bộ thế hệ trẻ ở trong các vũ trụ. Không chỉ có Diệp Khải, nay vũ trụ Quan Huyên cũng có rất nhiều người của thế hệ trẻ tới Thành Chân Quân, mục tiêu của bọn họ chính là vị trí số 1 trên bảng Chân Quân. Ngoài ra, rất nhiều người tài của Tiên Bảo Các cũng đã tới Thành Chân Quân. Thành Chân Quân hiện nay, khắp chốn đều có cơ hội kinh doanh. Trước mắt, các vũ trụ đang dần đi theo xu thế dung hợp cùng nhau. Khi biết những tin tức này, Diệp Quân cũng phải cảm thán một câu, Từ Nhu này quả là rất lợi hại. Thực thi kế hoạch này khiến cho mối thù của chư thiên vạn giới cùng các đại vũ trụ với Chân Vũ Trụ từ từ tiêu tan, đồng thời, các bên đều chủ động và tình nguyện dung nhập vào Chân Vũ Trụ. Đương nhiên, vẫn có một ngoại lệ, đó là nền văn minh Vĩnh Sinh. Đối với vị Vĩnh Sinh đại đế này, Diệp Quân còn chưa quên. Vũ trụ Quan Huyên vẫn luôn điều tra theo dõi mọi động thái của Vĩnh Sinh Đại Đế. Tin tức gần đây nhất cho thấy Vĩnh Sinh Đại Đế vẫn liên tục chiêu binh mãi mã, đã thêm một nhóm cường giả thuộc hạ mới. Trước tin này, mặc dù cũng quan tâm nhưng Diệp Quân không có thời gian lo cho chuyện đó, hiện giờ, việc cấp bách nhất với hắn là phải tìm Từ Thụ, Từ Nhu và Tịch Huyền về. Diệp Quân đang định rời đi thì có một cô gái bỗng đi nhanh tới. Thấy rõ người đó, Diệp Quân hơi sửng sốt. Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Diệp Quân bước tới trước mặt Nam Cung Tuyết, cười hỏi, ở đây đã quen chưa? Nam Cung Tuyết gật đầu, quen rồi, ta rất thích nơi này. Diệp Quân bèn cười, vậy thì tốt rồi. Nam Cung Tuyết do dự giây lát rồi nhẹ giọng hỏi, nghe nói, huynh đang chuẩn bị đến hệ Ngân Hà. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Tuyết nhìn hắn. Ngập ngừng như muốn nói điều gì. Diệp Quân bước lại gần hơn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái, Nam Cung Tuyết cứng đờ cả người. Diệp Quân nói với cô ấy, chờ ta về nhé. Nói xong, hắn quay người, hóa thành một luồng kiếm quang, bay về phương xa. Nam Cung Tuyết vẫn đứng ngây người nơi đó, mặt ửng hồng, hồi lâu sau, cô ấy mới mỉm cười, ta chờ huynh. Diệp Quân bay tới nơi ở của tộc Thiên Long, lần này, hắn cần thiết phải làm tốt một việc, không để mình lưu lại tiếc nuối. Thấy Diệp Quân lại đến nữa, tộc trưởng tộc Thiên Long ngán ngẩm, chẳng muốn nói gì. Lại nữa, Diệp Quân mỉm cười, tiền bối, ta muốn gặp Thiên Thiên một chút.
Tộc trưởng tộc Thiên Long chỉ lắc đầu, người tới muộn rồi. Diệp Quân sửng sốt. Tộc trưởng khẽ nói, Thiên Thiên tới hệ Ngân Hà rồi. Diệp Quân ngạc nhiên, cô ấy tới hệ Ngân Hà. Tộc trưởng tộc Thiên Long gật đầu, đúng vậy, con bé nói là muốn qua đó chơi một thời gian coi như giải sầu. Diệp Quân trầm mặc. Tộc trưởng tộc Thiên Long nhìn Diệp Quân, chuyến này viện trưởng cũng muốn tới hệ Ngân Hà. Diệp Quân gật đầu. Tộc trưởng tộc Thiên Long bèn nói, hãy đưa con bé về nhé. Diệp Quân nghiêm túc hứa hẹn, ta sẽ đưa cô ấy về. Nói đoạn, hắn quay đầu định rời đi. Tộc trưởng tộc Thiên Long chợt gọi, Tiểu Quân. Diệp Quân quay lại, nhìn tộc trưởng tộc Thiên Long, tộc trưởng nhìn chằm chằm vào hắn, con bé rất thích ngươi, ta hiểu tính nó, một khi nó đã thích người đàn ông nào thì sẽ không bao giờ thay đổi, đặc biệt là nó còn ký kết khế ước với ngươi rồi, lần này, nhất định phải quả đoán hơn, đừng do dự nữa. Diệp Quân gật đầu, lần này trở về, bọn ta sẽ mang theo một Tiểu Long nhé. Tộc trưởng tộc Thiên Long hơi sửng sốt, sau đó giận dữ quát cút. Diệp Quân cười lớn, rồi hóa thành kiếm quang bay vút về cuối tinh hà. Tộc trưởng tộc Thiên Long đứng đó nhìn theo rồi lắc đầu cười, đi vào. Diệp Quân tìm đến chỗ Nam Lăng Nhất Nhất. Khi biết Diệp Quân muốn tới hệ Ngân Hà, Nam Lăng Nhất Nhất chỉ chớp chớp mắt, không nói một lời. Diệp Quân hỏi, thái độ này là sao đấy? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, đệ cũng đâu phải đi luôn không về. Diệp Quân cười cười. Đột nhiên lại kéo tay Nam Lăng Nhất Nhất, nói chờ ta về nhé. Nam Lăng Nhất Nhất thoáng đỏ mặt được. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm Nam Lăng Nhất Nhất rồi hôn nhẹ một cái, sau đó lại hóa thành một luồng kiếm quang, lao vụt đi. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn theo, cười nhẹ rồi nói, tiểu sư đệ, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Nói đoạn, cô ấy quay đầu rời đi. Giữa tinh không, Diệp Quân lẳng lặng đứng đợi. Đột nhiên. Một giọng nói từ xa truyền đến, này nhóc, bọn ta tới rồi đây. Diệp Quân lập tức đen mặt. Giây lát sau, Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Đi đến hệ Ngân Hà không mang theo hai người này sao được. Nếu dám tự đi một mình, không thông báo cho họ, Diệp Quân có thể dễ dàng tưởng tượng ra, ngày sau gặp lại, mình sẽ thảm cỡ nào. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch hết sức vui mừng và kích động, đặc biệt là Nhị Nha. Cô bé cứ cười mãi không thôi. Đi cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch tới đây còn có Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân, cười nói, lần này tới hệ Ngân Hà không phải để chơi đùa đâu, có nhiệm vụ cho con đấy. Trừ việc đưa mấy cô gái về, còn một việc nữa, đó chính là tiếp nhận Ngân Hà Tông, Liêm Xương cô nương, bà cô của con ấy, than rằng mấy năm nay quá mệt mỏi. Tất nhiên, nếu có thể thì mời bà ấy qua chỗ chúng ta luôn. Có mời được bà ấy hay không còn phải xem năng lực của con thế nào. Bà cô, Diệp Quân cười cười, được, con sẽ gắng hết sức. Mộ Niệm Niệm gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, thêm chuyện này nữa, theo ta được biết, rất có thể chân thần cũng đang ở ngay tại hệ Ngân Hà, nếu con gặp phải nàng ta lại có thái độ thù địch với con thì chớ có cậy mạnh, phải biết gọi người lớn ngay, nhớ chưa? Chân thần, Diệp Quân gật đầu, hiểu ạ. Mộ Niệm Niệm trừng mắt với hắn một cái, đừng chỉ biết nói suông, phải nhớ lấy, biết không? Đối với Diệp Quân, bà ấy vẫn không thể yên tâm, tên nhóc này không giống cha hắn thì thủ đoạn gì cũng dám dùng, còn tên nhóc này, tuy rất khôn ngoan nhưng đôi khi cũng rất cứng đầu và chấp nhất. Diệp Quân cười gượng, vâng. Mộ Niệm Niệm gật đầu, phong tục bên hệ Ngân Hà không giống bên chúng ta, tới bên đó, con đi tìm bà cô Dương Liêm Xương của con trước. Bảo bà ấy dẫn con đi thăm thú làm quen. Nói đoạn, bà ấy còn liếc qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười cười không nói thêm. Diệp Quân lập tức hiểu ý. Ý của Mộ Niệm Niệm là bảo mình chớ có quậy phá cùng với bọn Nhị Nha và Tiểu Bạch. Quả thực, hắn cũng rất sợ hai đứa nhỏ này. Mộ Niệm Niệm lại nói, bên nền văn minh vĩnh sinh kia, con không cần lo lắng, ta với An cô nương sẽ theo dõi chặt chẽ, hơn nữa. Hiện giờ chân vũ trụ cũng đã liệt vĩnh sinh đại đế vào hàng kẻ địch lớn nhất, bởi vậy, cả hai bên chúng ta đều theo dõi bọn họ. Diệp Quân gật đầu, vâng. Có Mộ Niệm Niệm cùng những người khác lo chuyện này, dĩ nhiên Diệp Quân không cần lo lắng nhiều, đặc biệt khi hiện giờ mục tiêu của chân vũ trụ cũng là vĩnh sinh đại đế. Mộ Niệm Niệm cười dục, đi đi. Diệp Quân gật đầu, nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch,
Nhị Nha cười ha hả, đến hệ Ngân Hà, ta dẫn người đi chơi xả láng, đến thử cái chỗ đó nữa, hề hề. Diệp Quân cứng đờ cả mặt. Nhìn theo bóng Diệp Quân cùng hai đứa nhỏ biến mất nơi tận cùng tinh hà, Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, tên nhóc này tới hệ Ngân Hà chỉ sợ lại sẽ gây ra không ít chuyện đâu, nhất là lại còn có hai đứa Nhị Nha và Tiểu Bạch đi cùng, hai đứa nhỏ này phải gọi là vua quậy ở hệ Ngân Hà rồi. Lát sau, Mộ Niệm Niệm cũng quay đầu rời khỏi đó. Tại một nơi nào đó trong hư không, có một người đàn ông trung niên đang lẳng lặng đứng. Người đó chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau lưng ông ta có một người phụ nữ vận bộ đồ đạo sĩ cùng với một ông lão lưng còng. Sau hai vị này còn có 12 vị cường giả thần bí vận áo bào trắng. Trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế, cách ông ta nghìn trượng, có 10 cỗ quan tài lơ lửng, những chiếc quan tài này đều bị một sợi xích màu đỏ như máu quấn quanh. Vĩnh Sinh Đại Đế chắp tay sau lưng, nhìn về phía chiếc quan tài phía đầu, Táng Đế, đã nghĩ kỹ chưa? Một khoảng trầm mặc kéo dài, sau đó, từ trong quan tài truyền đến một giọng nói, điều ngươi đã hứa với ta, có chắc sẽ làm được. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lớn, chỉ cần đến khi đó chúng ta tới hệ Ngân Hà giết người phụ nữ váy trắng, những điều ta đã hứa hẹn đều sẽ được thực thi. Người trong quan tài trầm mặc một lát rồi nói, được. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Đại Đế nhếch miệng cười nhẹ, tuy trước đó đã tổn thất khá nhiều người, nhưng hiện giờ, ông ta còn có nhiều thuộc hạ hơn trước, và mạnh hơn trước. Lúc này, chợt có một ông lão xuất hiện bên cạnh Vĩnh Sinh Đại Đế, nói khẽ, Diệp Quân đã lên đường tới hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm chậm nhắm mắt lại, xem ra, hắn muốn tới tìm người kia nhờ che chở. Hắn cho rằng người phụ nữ đó có thể bảo vệ được hắn sao? Thật là nực cười, nhưng cũng tốt, đến khi đó có thể bắt gọn một mẻ. Chinh phục vũ trụ, hãy bắt đầu từ hệ Ngân Hà này đi. Giữa một vùng tinh không mênh mông, Diệp Quân ngự kiếm lướt đi như một vệt sao xẹt qua biển sao bao la. Bên cạnh hắn là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Ba người từ thư viện bay ra ngoài tinh hà đã 3 ngày. Diệp Quân bồn chồn hỏi, Nhị Nha, còn bao lâu nữa mới tới hệ Ngân Hà? Nhị Nha nhìn về phía tận cùng tinh hà, hơi nhíu mày. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tức thì trầm xuống, không phải là ngươi quên đường rồi đấy chứ? Nhị Nha trừng mắt với hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quân cứng đờ cả mặt. Nhị Nha chợt quay sang phía Tiểu Bạch cũng nhìn về nơi xa, móng vuốt bắt đầu vung vẩy loạn xạ. Diệp Quân hỏi Nhị Nha, nó nói gì đấy? Nhị Nha bình tĩnh đáp, nó nói, mở dẫn đường đi. Diệp Quân nhíu mày, dẫn đường là gì? Nhị Nha suy nghĩ một chút rồi đáp, đại khái có ý là, có người chỉ đường, đi theo là được. Diệp Quân lập tức vui mừng, ai chỉ đường? Nhị Nha nói, dẫn đường á? Diệp Quân lại hỏi, dẫn đường là ai? Nhị Nha đáp, kẻ chỉ đường ấy. Diệp Quân lại hỏi, dẫn đường là người à? Nhị Nha suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, chả biết. Sắc mặt Diệp Quân đã cứng lại, tê dại ra đầu. Hỏi mỏi miệng mà không được cái gì. Diệp Quân lại nói, vậy ngươi gọi dẫn đường ra đây được không? Nhị Nha lắc đầu, không được. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Nhị Nha nhìn quanh bốn phía, nói cách xa quá, ở đây hẳn không có tín hiệu. Tín hiệu? Diệp Quân chau mày, đang định hỏi tiếp thì Nhị Nha đã nói, nhưng mà có thể thử xem. Nói đoạn, cô bé lấy từ trong ngực áo ra một vật vuông vắn nho nhỏ. Diệp Quân ngạc nhiên, đó là cái gì? Nhị Nha giải thích, truyền âm phù của hệ Ngân Hà. Có thể xem thật nhiều thứ thú vị đó, hề hề. Nụ cười này của cô bé biến thứ vốn rất bình thường trở nên có vẻ không bình thường lắm. Diệp Quân liếc nhìn Nhị Nha, không nói gì. Lần này tới hệ Ngân Hà, đi theo Nhị Nha chỉ sợ là sẽ sinh chuyện rồi. Nhị Nha loay hoay với cái truyền âm phù của hệ Ngân Hà một hồi, sau đó giơ nó lên cao, lát sau, vật nọ đột nhiên phát sáng, ánh mắt Nhị Nha cũng sáng bừng lên, kết nối được với bắt đầu rồi. Bắt đầu. Diệp Quân nhíu mày, nghi hoặc đầy mặt. Nhị Nha lại loay hoay một lúc, rồi chỉ sang bên phải đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch bay về phía đó và biến mất. Chừng 3 giờ sau, ba người đi tới một khoảng tinh không hoàn toàn tĩnh lặng, Nhị Nha nhìn về nơi xa, nhếch miệng cười, tới trạm trung chuyển hệ Ngân Hà rồi. Nói xong, cô bé tăng tốc.
Chốc lát sau, ba người tới trước một trận pháp dịch chuyển ở tinh không, lúc này, đột nhiên có một ông lão xuất hiện trước mặt ba người. Ông lão kia cung kính chắp tay chào Nhị Nha, thuộc hạ Thạch Tam tham kiến viện chủ Nhị Nha. Nhị Nha gật đầu, bình thân. Thạch Tam. Diệp Quân lắc đầu cười cười. Nhị Nha lại nói, mở trận pháp dịch chuyển đi, bọn ta cần đến ngôi sao màu xanh hệ ngân hà. Ngôi sao màu xanh. Thạch Tam thoáng ngẩn người, vội vàng nói, thưa viện chủ Nhị Nha, tình hình ở ngôi sao màu xanh dạo gần đây không được ổn lắm. Nhị Nha nhíu mày, không ổn. Thạch Tam gật đầu, hình như bên đó xảy ra chuyện gì, cụ thể ra sao, thuộc hạ cũng không biết. Nhị Nha bình thản nói, không sao, ba chúng ta là chuyên gia giải quyết rắc rối. Thạch Tam liếc nhìn Nhị Nha, không dám lên tiếng, danh tiếng của Nhị Nha với Tiểu Bạch ở ngôi sao màu xanh hệ ngân hà đến chính ông ta cũng từng nghe nói đôi chút, hai người này không phải chuyên gia giải quyết rắc rối mà là chuyên gia gây rắc rối. Thổ phỉ của ngôi sao màu xanh. Đây chính là danh xưng của Nhị Nha với Tiểu Bạch ở đó. Dưới sự chỉ huy của Thạch Tam, trận pháp dịch chuyển đi tới ngôi sao màu xanh được khởi động. Khi bước về phía trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân đột nhiên quay đầu hỏi Thạch Tam đang cung kính đứng một bên, ông không biết ta là ai. Thạch Tam nhìn Diệp Quân, kính cẩn hỏi lại, các hạ là. Diệp Quân nhăn mày. Nhị Nha đứng bên nói với vào, người của hệ Ngân Hà không nhận ra ngươi đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm, bước theo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vào trận pháp dịch chuyển. Trận pháp khởi động, ba người biến mất. Khi đã tiến vào đường hầm thời không, Nhị Nha hưng phấn cười nói, Nhị Nha ta lại về đây. Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn cũng biết, lần trước Nhị Nha bị gọi về không chỉ để hỗ trợ đánh nhau, một nguyên nhân khác nữa là Nhị Nha với Tiểu Bạch ở ngôi sao màu xanh của hệ Ngân Hà làm sằng làm bậy quá nhiều. Lúc này, Nhị Nha chợt quay sang hào phóng nói với Diệp Quân, đến nơi, ta dẫn người đi ăn uống xả láng, chơi bời vô tư luôn. Diệp Quân cười cười, được. Nhị Nha đột nhiên cười đầy thần bí, tìm cơ hội dẫn người tới câu lạc bộ vô biên, chúng ta mỗi người gọi một em. Tiểu Bạch cũng vội chỉ vào mình, tỏ ý mình cũng muốn. Nhị Nha hào phóng, ai cũng có phần. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, ôm Nhị Nha hôn rối rít. Diệp Quân ngạc nhiên, câu lạc bộ vô biên là gì? Nhị Nha đáp, đó là một chốn để ăn chơi ấy mà, chỗ ấy do người quen cũ của bọn ta mở, gọi là vô biên chủ, là huynh đệ của cha ngươi đó, dựa theo thứ bậc thì ngươi phải gọi là thúc thúc. Vô biên thúc thúc. Diệp Quân sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.